Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 141. Đế Vũ cười đầy ẩn ý nói, dù sao tiềm lực mà hắn thể hiện ra cũng rất lớn, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ vùng lên trong thời đại này, đáng để thân. Hắn ta nói xong bèn cất tiếng cười to rời đi. Sắc mặt Giới Tử Hoàng Đồ âm u thất thường, câu nói ấy của Đế Vũ giống như là cố tình gây xích mích giữa hắn ta với Bùi Tuyết. Một lúc lâu sau, hắn ta mới như thể đưa ra quyết định nào đó, trầm ngâm nói, đi xem thử đi. Nếu đã đến nước này mà hắn ta vẫn không tỏ thái độ, e rằng Bùi Tuyết sẽ trực tiếp trở mặt với mình. Điều đó không khỏi khiến Hoàng Đồ hơi do dự. Bùi Tuyết chừng hắn ta một cái, đứng dậy chạy theo ra ngoài thành. Trưởng lão cũng ra tay thì Lâm Nhất còn đường sống nào nữa. Giới Tử Hoàng Đồ lắc đầu thở dài nói. Tuy trưởng lão kia lén ra tay, còn kiêng kỵ gì đó, nhưng đối phương đã liếc Lâm Nhất một cái. Cú liếc mắt ấy chẳng những đánh nát kiếm ý thông thiên, còn chặt đứt mọi số mệnh của hắn trên con đường thông thiên. Tiềm năng của một người có lớn đến mấy, cũng không đáng để làm quen. Lâm Nhất bị thương. E là bị thương rất nặng, tam đại giới tử không tiếc sử dụng đan niết bàn, hiển nhiên nắm chắc giết được hắn. Nếu lần này có thể trở lại thành tứ tượng, chẳng phải đan niết bàn của tam đại giới tử sẽ trở nên công cốc à? Theo tam đại giới tử và các giới tử khác liều chết xông ra ngoài, các võ giả trong thành Phong Lăng lập tức túm năm túm ba bàn tán xôn xao. Đây quả thật là một tin tức khiến người ta kinh ngạc, cảnh Lâm Nhất tát bay giới tử thần U trước đó vẫn còn ấn tượng khắc sâu. Phong thái mạnh mẽ như vậy ngoài hai chữ vô địch ra thì chẳng còn từ nào có thể hình dung được nữa. Ai cũng nghĩ rằng hắn có thể quay về thành tứ tượng được, nhưng tình huống chợt xoay chuyển, kiếm ý của Lâm Nhất bỗng vỡ nát khiến người ta lo lắng không thôi. Lẽ nào một ngôi sao mới nổi, một con ngựa ô như hắn sẽ chết thật ư? Bên ngoài thành Phong Lăng, Lâm Nhất mặt mày trắng bệch nằm trên người Xích Huyết Long Viên. Hắn ôm ngực, mặt đầy đau đớn, miệng trào máu, cơ thể suy yếu hơn bao giờ hết. Lâm Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, thấy được cặp mắt ở phương xa, nó vừa âm u lại lạnh lẽo, chỉ thoáng chốc đã đánh nát kiếm ý thông thiên của hắn. Tim gan phèo phổi, kinh mạch cả người đều xuất hiện vô số vết rạn, lập tức đánh hắn bị thương nặng. Tinh quân, thần đan, hay là cao thủ phía trên thần đan? Thật sự quá mạnh, hoàn toàn không thể chống cự lại được, bên trong ánh mắt ấy chứa đựng ý chí võ đạo. Nếu đối phương muốn thì không chỉ đơn giản là đánh nát kiếm ý, thậm chí còn có thể bổ nát trái tim của Lâm Nhất nữa là. Chủ nhân của ánh mắt đó chắc hẳn đang ở trong thành tứ tượng, đối phương rất kiêng kỵ, nói đúng hơn là e sợ, chỉ liếc mắt một cái đã ngừng tay lại. Phụt! Lâm Nhất lại phun ra một ngụm máu tươi, không nhịn nổi quỳ một gối xuống đất. Lại là lão già đó. Nguyệt Vi Vi ngẩng đầu nhìn sang, đáy mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo như băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt đằng xa lạnh nhạt biến mất. Cô cũng bị gã đánh bị thương nặng. Lâm Nhất như nghĩ đến gì đó, hỏi. Ừ, gã là một trưởng lão trong Huyền Thiên Tông, đến từ chiến giới thần U, Nguyệt Vi Vi buồn bực đáp. Thì ra là vậy, có điều, gã cũng bị cản tay cản chân, chứ không thì chắc ta đã chết từ lâu rồi. Lâm Nhất bình tĩnh phân tích. Trưởng lão của tông môn siêu cấp đứng ngoài mọi chuyện được cho là trọng tài, chịu trách nhiệm kiểm tra sát hạch trên con đường thông thiên. Theo lý thuyết thì phải đảm bảo công bằng công chính tuyệt đối, nhưng rõ ràng là giới tử thần U đã được thiên vị rất nhiều. Song chắc hẳn gã cũng kiêng kỵ rất nhiều, sợ bị người ta phát hiện mình ra tay nên chỉ dùng ánh mắt chấn nát kiếm của hắn. Khiến kiếm ý cắn ngược lại Lâm Nhất, tác động đến những vết thương cũ trong người, làm hắn bị thương nặng nhưng không đến nỗi chết. Mánh khóe này cực kỳ bí ẩn, gần như không để lại dấu vết nào. Trên người Lâm Nhất cũng không có vết thương do cao thủ cấp trưởng lão gây ra. Dù gặp được người trong tông môn siêu cấp khác, muốn lấy chuyện này ra nói thì gã cũng không sợ. Khốn khiếp thật! Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ giận dữ, song lại hơi bất lực. Dù vô địch thì sao, một kẻ bị ổi thì cần gì mặt mũi, chuyện gì mà chẳng làm được. Với Nguyệt Vi Vi cũng thế, với mình cũng vậy thôi. Ha ha ha, Lâm Nhất! Quỳ xuống cầu bị giết đi, bản giới tử sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.
trong thành Phong Lăng vang lên một tiếng cười to đầy kiêu ngạo quanh quẩn trên không, sau đó thoáng chốc chuyển đến tai Lâm Nhất. Cùng lúc đó, có mấy luồng khí tức khủng bố đang dùng một tốc độ nhanh như chớp đuổi theo. Đan Niết Bàn. Nguyệt Phi Vi quay đầu nhìn lại, cả người giới tử thần u tỏa sáng lấp lánh, có bóng phượng lượn lờ. Chơi lớn ghê. Lâm Nhất cũng có nghe nói về Đan Niết Bàn, một viên tương đương với có thêm một cái mạng. Chỉ cần không chết thì có thể quay trở lại trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, thậm chí xác suất lột xác còn rất cao. Vèo, vèo. Tam đại giới tử xông lên trước, thoáng chốc đã chạy ra khỏi thành Phong Lăng, đuổi theo Lâm Nhất. Ầm ầm. Trên người họ tràn ngập sát khí, ánh sáng lạnh lẽo ngùn ngùn, ánh mắt người nào người nấy đều giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Nhất. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hôm nay phải giết chết hắn ở đây. Một tiếng giống đầy giận dữ quanh quẩn trên không, có ánh sáng lóe lên phía chân trời cuốn theo uy áp cuồn cuộn xông thẳng về phía Lâm Nhất. Hỏa Phượng Lăng Thiên. Luồng sáng ấy ngưng tụ lại trên không rồi hiện ra giới tử thần u, hai tay hắn ta kết ấn, thoáng chốc có một con thánh linh hỏa phượng bay ra từ trong cơ thể. Ầm ầm. Bầu trời lập tức tràn ngập uy áp của thánh linh, sau đó thoáng chốc ập tới bao phủ lấy Xích Huyết Long Viên đang chạy trốn đằng xa. Nơi nơi đều tràn ngập ngọn lửa, cả không gian như bị đông cứng lại dưới uy áp ấy, tốc độ của Xích Huyết Long Viên rõ ràng chậm lại. Chết đi. Giới tử thần u lạnh lùng vươn tay cách không trưởng một phát, hỏa phượng dương cánh biến bầu trời thành một cái chảo lửa. Sau đó, những ngọn lửa kia ngưng tụ thành một cái lốc xoáy khủng bố, cùng với một trưởng như ngọn núi lớn của hắn ta bổ thẳng về phía Xích Huyết Long Viên. Lâm Nhất biến sắc, ánh mắt giận không thể át, siết chặt tay phải. Hắn chẳng những hao hết huyết khí, vết thương cũ cũng càng trở nên nghiêm trọng dưới sự cắn trả của kiếm ý. Tim gan phèo phổi và kinh mạch trong người đều vỡ nát. Đừng nói thi triển võ học thánh linh, đến cả chân nguyên cũng chẳng thể dùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vết thương của hắn quá nặng, đã không còn khả năng chiến đấu tiếp. Thủ đoạn của gã trưởng lão Huyền Thiên Tông kia cực kỳ thâm, chỉ đánh nát kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất, khiến nó cản trả lại hắn. Dẫn đến vết thương của hắn càng nặng hơn, còn gã lại chẳng để lại dấu vết nào. Trong giây phút sống chết ấy, Xích Huyết Long Viên xoay người đấm ra một quyền. Một tiếng nổ rung trời chợt vang lên, ánh lửa dập trời bị chẻ đôi, sắc mặt giới tử thần u lập tức trắng bệch, miệng trào máu. Hắn ta bị thương khá nặng, nhưng một trưởng kia cũng khiến tốc độ của Xích Huyết Long Viên chậm lại. Không sao chứ? Giới tử Thiên Càn và Huyền Long chạy tới nhìn thần u hỏi. Không sao. Giới tử thần u cười gằn. Con xúc sinh kia còn bị thương nặng hơn ta, nó không thoát được đâu, đuổi theo. Học, học. Tiểu Hồng thở hổn hển, khí tức cuồng bạo trên người nó đang chậm rãi biến mất, không thể duy trì hình dạng Long Viên được nữa, mà giới tử Thiên Càn và Huyền Long lại đang nhanh như chớp đuổi theo, mắt thấy sắp đuổi kịp. Lâm ca ca, chắc không đi thành tứ tượng được rồi. Nguyệt Phi Phi nhìn hai người tràn đầy sát khí đang nhanh chóng đến gần đằng sau nói. Lâm Nhất sửng sốt, bỗng dưng tỉnh táo lại. Với tình trạng hiện nay của hắn, nếu giới tử thần U còn sắp xếp mai phục ở thành tứ tượng thì hắn chắc chắn sẽ bị bắt. Quả thật không thể đi thành tứ tượng được, vậy phải đi đâu đây? Lâm Nhất suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt lập lòe, lập tức đưa ra quyết định, nặng nề nói, Tiểu Hồng, quay về Thương Long cấm giới. Cơ bắp, xương cốt cả người Tiểu Hồng lập tức thay đổi. Một luồng long khí dập trời tỏa ra từ trên người nó. Sau đó, nó lập tức biến thành ngựa huyết diễm dưới ánh nhìn của mọi người. Đùng, đùng, đùng. Giới tử Thiên Càn và thần U đều ra đòn sát thủ, tấn công liên tục khiến mặt đất hình thành vô số hố to, muốn giữ Lâm Nhất lại. Nhưng Tiểu Hồng hóa thành hình ngựa huyết long, tốc độ bỗng dưng tăng vọt khiến những đòn sát thủ ấy đều đánh hụt. Khốn kiếp! Hai giới tử rủa một tiếng. Sắc mặt đều hết sức khó coi. Đoàn người tiếp tục đuổi theo, con ngựa huyết long kia rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng dù họ có cố gắng đến mấy thì đều bị nó kéo khoảng cách của hai bên ra vào lúc quan trọng. Cuộc đuổi giết này diễn ra rất lâu, thoáng chốc đã trôi qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nhất vẫn chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi,
cứ khi vết thương hơi tốt một chút đã bị bắt đánh nhau với đám giới tử. 7 ngày qua, hắn đã luyện hóa rất nhiều chân long thánh dịch và đan huyết diễm, nhưng vết thương chẳng những không lành, còn nặng hơn. Ý chí của đôi bên đều đã tới giới hạn và vô cùng mỏi mệt. Đặc biệt là Lâm Nhất, vết thương của hắn rất nặng, đến nỗi môi cũng nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt hắn không mở ra nổi, ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng nằm trong lòng Nguyệt Vi Vi, trở nên suy yếu hơn bao giờ hết. Nguyệt Vi Vi cắn đôi môi đỏ mọng, vài lần ngó chiếc vòng trên tay, trong mắt toát ra chút chán nản. Nàng ta lạc quan từ bé, dù trong khoảnh khắc sống chết cũng có thể nở nụ cười. Nhưng khi thấy Lâm Nhất bị thương nằm trong lòng ngực mình, vẻ mặt lại toát ra vẻ lo lắng mà đến cả nàng ta cũng không nhận ra. Tiểu Hồng, người nhanh lên chút đi. Tiếng gió gào thét, tóc nàng ta bị thổi tán loạn, cưỡi ngựa huyết long không ngừng hối thúc. Vèo, vèo, vèo. Tam đại giới tử đằng sau liên tục đuổi theo, bám suốt 7 ngày 7 đêm và hầu như đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn của mình. 3 ngày trước, họ suýt nữa đã ngăn cản được ngựa huyết long, may có Lâm Nhất ra tay. Một người một kiếm, dùng cơ thể rách nát ấy trực tiếp đẩy lùi hai giới tử mới có thể kéo dài đến giờ. Ngựa huyết long chở Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi đến quảng trường thần điện quen thuộc, ngọn lửa trên đài giữa quảng trường rộng lớn vẫn cháy hừng hực, cổng vào thương long cấm giới như ẩn như hiện. Chính là nơi này ư? Trong mắt Nguyệt Vi toát ra vẻ ngờ vực, đây là cổng vào bí cảnh, nhưng nó đã không còn ổn định cho lắm. Một khi bước vào thì rất có thể sẽ bị nhốt ở bên trong luôn. Vào đi. Nguyệt Vi Vi chỉ chần chờ một chút đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Lâm ca ca đã quyết thì chắc chắn có lý của hắn, không cần phải nghi ngờ làm gì. Vụt. Ánh đỏ vụt qua, hai người một người lập tức vọt vào cổng, xông thẳng vào thương long cấm giới. Sau khi hai người tiến vào, ngọn lửa trên cánh cửa ánh sáng lại ảm đạm hơn rất nhiều. Có thể tắt bất cứ lúc nào. Đến cấm khu. Trong thương long cấm giới, Lâm Nhất cố gắng mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đến cấm khu, nơi Vũ Hạo Thiên ngã xuống. Nếu phải chết, vậy cùng nhau chết, ai cũng đừng hòng sống. Két. Bên ngoài thần điện, tam đại giới tử và đám đông thấy cảnh cửa mờ ảo trong ngọn lửa thì đều cau mày. Đuổi theo. Có tới chân trời góc biển thì cũng phải chặn hết mọi đường sống và giết chết hắn. Giới tử thần U hừ lạnh một tiếng, xung phong xông vào. Thiên Càn và Huyền Long trần chờ một lát rồi liếc nhau, sau đó cũng đuổi theo. Xung quanh quảng trường thần điện tụ tập rất đông người, trận đuổi giết kéo dài 7 ngày kia khiến nhiều người bị cuốn vào. Có một số người chỉ đơn giản là thử xem có thể nhặt được của hời nào hay không. Có người lại là những anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao có thù oán với Lâm Nhất, có người lại là cấp dưới vâng theo lệnh của ba chiến giới đuổi bắt Lâm Nhất. Tam đại giới tử hầu như chỉ thoáng chần chờ một chút rồi đều xông vào ngọn lửa kia. Những người khác lại chần chờ lâu hơn. Thương Long cấm giới. Giới tử Hoàng Đồ cau mày, trong mắt toát ra vẻ kiêng kỵ, bắt đầu do dự. Đây là một bí cảnh sắp biến mất, ngọn lửa nơi cổng vào cũng đã lay lắt rất nhiều. Còn cực kỳ không ổn định. Chẳng ai dám chắc khi nào thì cổng vào sẽ biến mất, đợi đến lần sau thì ít nhất cũng phải 1.000 năm sau nó mới mở ra. 1.000 năm sau, người bị nhốt trong bí cảnh dù có gặp được kỳ ngộ nào đi nữa thì cũng sẽ bị nhốt chết và hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Dù may mắn thoát ra được trước, chắc cuộc tranh tài vạn giới cũng đã kết thúc rồi. Lần tới không biết là mấy ngàn năm hay mấy chục ngàn năm thì con đường thông thiên mới mở ra lại. Tam đại giới tử còn có thể mạo hiểm, vì dù sao thù oán giữa họ và Lâm Nhất đã không chết không ngừng từ lâu rồi. Và lại, chuyện Lâm Nhất tàn sát cả đường và quét ngang ba chiến giới đã lan truyền khắp con đường thông thiên. Đủ mọi chi tiết đều được người đời truyền miệng, đặc biệt là chuyện Lâm Nhất khiến giới tử thần U phải quỳ xuống trước mặt mình những 2 lần, thậm chí cuối cùng còn tát một cái đánh bay hắn ta. Mạnh như giao long, bá đạo như một vị thần vương, một mình một kiếm áp đảo tam đại giới tử. Tuy lời đồn có hơi khuếch đại, nhưng cũng không kém là bao. Mặc dù Lâm Nhất không thể đè bẹp tam đại giới tử một lượt, nhưng nếu một chọi một thì hoàn toàn có thể làm được. Có điều, những giới tử khác đã thấy được con át chủ bài của hắn, khi đánh nhau chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị nên kế tiếp chắc hẳn sẽ không còn bá đạo được như trước.
Nhưng dù sao thì đây cũng là một nỗi nhục cực kỳ nhục nhã đối với ba chiến giới. Nói hơi quá chút thì nếu Lâm Nhất không chết, ba người kia cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục tham gia trận chiến cuối cùng. Bọn họ dùng thủ đoạn cực kỳ hèn hạ, còn kêu gào bắt đối phương phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng kết cục lại thảm bại, mất hết danh dự. Đặc biệt là dạo gần đây, nghe đồn sóng gió đã bắt đầu nổi lên, việc Lâm Nhất đột ngột bị trọng thương quả thật rất quái lạ. Lần cuối cùng hắn và giới tử thần U giao đấu, khi đó, hắn vẫn còn rất mạnh, có thể đồng thời thiêu đốt 8 đóa hoa tinh ma trong khí hải. Theo lý thì dù có bị thương đi nữa, với khí tức mà Lâm Nhất thể hiện lúc đó vẫn đủ để hắn có thể chạy về thành tứ tượng mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Nhưng hắn vừa rời khỏi thành Phong Lăng thì lại bị thương nặng đến mức không có sức đấu nổi một trận, chuyển biến quá mức đột ngột thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có người suy đoán, hẳn là nội tình của truyền thừa đứng sau giới tử âm thầm động tay động chân. Tuy rằng chỉ là lời đồn, không có chứng cứ xác thực nhưng vô hình đã tạo thành áp lực lớn đối với mấy người thuộc phe giới tử thần U. Nếu Lâm Nhất chết thì xem như may mắn, vì một người chết sẽ vĩnh viễn ngậm chặt miệng. Hắn chết rồi, trong trận phong ba lần này, người thắng cuối cùng vẫn là ba chiến giới lớn, tuy quá trình có hơi khó coi một chút. Và đây cũng là lý do mà ba người họ không chút do dự tiến thẳng vào Thương Long cấm giới. Những người khác không phải chịu áp lực lớn như vậy, nên sẽ chần chờ, e ngại bị vây khốn trong đó. Trong Thương Long cấm giới có không ít cấm khu sinh mệnh, theo ta thấy thì có khi hắn đã ép mình đến đường cùng rồi. Dù có thật sự chết cũng sẽ không để bọn người giới tử thần U chiếm lợi. Ánh mắt giới tử hoàng đồ vụt lóe sáng, lẩm bẩm tự nhủ. Hắn ta nói không lớn nhưng lại có rất nhiều người lên tiếng tán thánh, với tính tình của Lâm Nhất thì đúng là có thể như thế thật. Hiện tại ai cũng biết Lâm Nhất không chỉ mang trên người bảo cốt Thương Long, mà e rằng bí mật trong túi trữ vật cũng không ít, chỉ riêng môn võ học cấp thánh linh kia cũng đủ để bất kỳ kẻ nào động lòng. Một khi bắt được Lâm Nhất, hiển nhiên, ba chiến giới lớn sẽ có được thu hoạch cực lớn. Nhưng Lâm Nhất vốn là một người cao ngạo, chắc chắn hắn không để đám người này chiếm lợi. Nên rất có thể hắn sẽ tiến vào cấm khu. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Tuyết kịch biến, nàng ta chợt nhớ ra một việc, đúng là trong Thương Long cấm giới có một nơi gọi là cấm khu sinh mệnh. Vèo. Ngay lập tức, nàng ta nhún người bay vọt lên trời, bất chấp tất cả nhảy vào ngọn lửa trong thánh đàn. Đáng chết. Giới tử hoàng đồ sững sờ, rồi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh. Tên nhóc này đúng là không để người khác bớt lo được, đã là một kẻ sắp chết mà còn muốn liên lụy Bùi Tuyết, khiến hắn ta cũng rơi vào thế bị động. Hắn ta chớp mắt vài cái rồi quyết đoán phi người đuổi theo, bóng hắn ta xẹt qua một vòng hào quang, xuyên thẳng qua cánh cổng ánh sáng mờ ảo bên trong ngọn lửa. Trong cơ thể Bùi Tuyết có phong ấn một quả thần huyết, hắn ta đã đồng ý với một nhân vật lớn tại Côn Luân giới rằng sẽ mang quả này về. Nên bất kể thế nào, hắn ta vẫn phải để tâm đến sinh tử của Bùi Tuyết. Vèo, vèo, vèo. Ngay lập tức, một loạt âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, từng bóng người vọt thẳng về phía Thương Long cấm giới. Vốn dĩ lời của giới tử hoàng đồ đã khiến nhiều người từ bỏ ý định, nhưng hắn ta vừa nói xong lại xông thẳng vào đó, mọi người thoáng sững sờ rồi nhanh chóng bừng tỉnh, tất cả đều cho rằng hắn ta cố ý nói vậy nên cả đám lục tục tranh nhau vào, không muốn bị bỏ lại phía sau. Chấm. Trong cấm giới, Lâm Nhất quen tay hay việc, hắn dẫn theo Nguyệt Phi Vi và Ngựa Huyết Long xông qua rất nhiều di tích không trọn vẹn, đi đến trước cấm khu kia. Đây là một cấm khu tuyệt đối, từng ngăn cản bước chân Lâm Nhất, cũng khiến Vũ Hạo Thiên, một kẻ không ai bì nổi, phải bỏ mạng. Vũ Hạo Thiên vốn là người có số mệnh cực cao, vậy mà vẫn không qua nổi, từ đó có thể thấy được cấm khu này có bao nhiêu hung hiểm. Nơi đây bị sương mù bao phủ. Thỉnh thoảng có tia sáng lóe lên, phản chiếu di tích của một chiến trường. Khắp nơi đều là thi hài người chết, tràn ngập khí tức hoang vu, đổ nát, kinh khủng hơn là ở nơi sâu trong chiến trường có một lực lượng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ từ tận linh hồn. Không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc ở sâu trong cấm khu là tồn tại thần bí bực nào, nếu không quá tất yếu, sẽ không một ai bằng lòng tiến vào đó. Nơi đây rất nguy hiểm, sợ rằng có vào mà không có ra. Nguyệt Vi Vi nói rất huyền chuyển, không quá rõ ràng nhưng trên cơ bản chính là vào đó sẽ chết. Lâm Nhất nhìn về phía nàng ta,
nói, thật ra ta không muốn cô đi theo ta vào đó. Không. Nguyệt Vi Vi vội nói, dù có chết ta cũng phải ở cùng huynh, Lâm ca ca, huynh không thể bỏ lại ta. Nói đến đây, nước mắt nàng ta đã sắp trào ra hốc mắt. Lâm Nhất thở dài, nói, cho nên ta cũng không nghĩ vứt bỏ cô. Người ngoài tiến vào đó chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nếu là ta thì, có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ. Chỉ cần không tiến sâu vào cấm khu, Lâm Nhất có một chút lòng tin rằng hắn có thể tồn tại ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Nơi này là Thương Long cấm giới, lúc này hắn đã nhận được truyền thừa mạnh nhất trong bảo điện Thương Long, có nghĩa là nơi đây tương tương nửa cái sân nhà của hắn, nếu so về số mệnh thì ở đây không ai có thể vượt qua được hắn. Nếu bảo điện Thương Long còn, khí linh trong bảo điện có lẽ sẽ âm thầm che chở hắn. Lâm ca ca, ta tin huynh, lời của người khác ta không tin, nhưng ta tin huynh, Vi Vi và Lâm ca ca sẽ không chết ở đây. Nguyệt Vi Vi mặc một bộ đồ bằng tơ trắng. Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành đã mất đi vầng sáng phong hoa tuyệt đại của ngày xưa, và cũng không còn sự quyến rũ như mọi ngày, một nụ cười, một cái nhăn mày có thể khiến lòng người rung động, lại càng không còn sự tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách khiến người khác không dám nhìn nhiều thêm một chút. Nhưng lúc này đây, ánh mắt nàng ta vô cùng trong trẻo, khi nhìn về phía Lâm Nhất, đôi mắt kia tựa như bảo thạch phát sáng, không nhiễm một chút bụi trần. Đi thôi. Lâm Nhất cùng nàng ta dẫn theo ngựa huyết long bước vào cấm khu. Sương mù bao phủ, gió lạnh rít gào, tiếng kêu rên không ngớt khiến lòng người rối loạn, có thể dễ dàng đánh sụp tâm trí con người. Lâm Nhất vốn là người kiên định, nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đột nhiên, một suy nghĩ quái lạ lóe lên trong đầu hắn, ngày đó, Vũ Hạo Thiên lên trời không được, xuống đất chẳng xong, vì thế bị hắn ép phải tiến vào cấm khu chịu chết, hôm nay... Hắn cũng bị người dồn đến bước đường cùng, phải tiến vào đây, chỉ cần một chút sơ sẩy ắt phải chết. Từ nơi tăm tối, nhân quả luân hồi dường như vẫn luôn tồn tại. Tuy nhiên, loại suy nghĩ này đã bị kiếm tâm của Lâm Nhất phá hủy trong nháy mắt. Hắn là một kiếm khách, không tin nhân quả, càng không tin vào mệnh, hắn chỉ tin kiếm trong tay mình. Vũ Hạo Thiên chết chưa hết tội, dù là trăm lần hay ngàn lần, hắn cũng sẽ không hối hận bởi quyết định của mình. Nửa canh giờ sau, bên ngoài cấm khu không chỉ có nhóm người giới tử thần U, mà những người khác cũng đều dừng bước, không tiếp tục tiến về phía trước. Sắc mặt mọi người lộ rõ sự nghiêm trọng, còn tam đại giới tử thì sắc mặt trông rất khó coi. Lâm Vân đã nói rất rõ, dù có chết thì hắn cũng sẽ không chết trong tay tam đại giới tử. Nhưng nếu không cách nào tự tay giết chết Lâm Nhất, thì một cái tát trong thành phong lăng kia sẽ vĩnh viễn là cái gai trong lòng giới tử thần U. Hắn thật sự tiến vào cấm khu. Giới tử Hoàng Đồ đã nói đúng, Lâm Nhất thật sự ép bản thân vào đường cùng, hắc mã tuyệt thế này chú định chỉ là một ngôi sao chợt lóe mà thôi. Đáng tiếc. Nhiều người lộ vẻ tiếc hận, ở thành Phong Lăng, bọn họ đã chứng kiến phong thái vô địch của Lâm Nhất, vì thế cực kỳ mong chờ biểu hiện của hắn tại trận chung kết. Rất có thể hắn sẽ quét ngang quần hùng, lực áp 10 phương chiến giới, tiến thẳng một mạch lên vị trí đầu bảng. Nhưng nào ngờ một thiếu niên phong hoa tuyệt đại như thế vẫn không thẳng nổi nội tình của chiến giới, chung quy cũng chỉ là thiếu niên. A hát, a hát, a hát. Đúng lúc này, có tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp vọng đến từ trong cấm khu, âm thanh kia khiến người nghe sởn cả gai ốc. Đó là tùy tùng của đám giới tử thần U bị ép tiến vào cấm khu để tìm kiếm tung tích Lâm Nhất. Nhưng bây giờ, cả đám đều đang kêu la thảm thiết. Trong sương mù. Có vào bóng người chạy ra, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cơ bắp toàn thân bọn họ nhanh chóng khô quắt, trước ánh mắt trợn trừng của mọi người, cả bọn hóa thành thây khô. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, có cảm giác sống lưng lạnh toát, việc này quả thật đáng sợ. Cấm khu này có thể cắn nuốt sinh cơ. Giới tử Huyền Long tái mặt, hắn ta xem xét thi thể của đám tùy tùng, run giọng nói, cả cấm khu dường như là một sinh mệnh sống, bất kể sinh linh nào bước vào đó cũng đều bị cắn nuốt. Kết luận của hắn ta khiến mọi người sởn hết cả gai ốc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rốt cuộc đây là cấm khu gì mà quái đản như thế? Ầm ầm. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, chưa biết như thế nào thì toàn bộ Thương Long cấm giới bất chợt rung lắc, không gian xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lối vào sắp tan biến rồi, mọi người đi mau. Đây là dấu hiệu lối vào sắp sụp đổ,
vốn mọi người đã sinh lòng sợ hãi nên cũng không dám nán lại. Đi! Giới tử Hoàng Đồ không chút cảm xúc, mạnh mẽ ra tay trấn áp Bùi Tuyết, sau đó mang theo nàng ta nhanh chóng viễn đột, xông ra phía trước nhất. Tạch tạch tạch! Ngay lập tức, vết nứt kia bắt đầu lan nhanh một cách đáng sợ, sắc mặt giới tử thần u ngày càng âm u, mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới trầm giọng nói, đi, sau khi rời khỏi đây, đánh nát cổng vào. Dù tên sâu kiến kia có may mắn không chết thì cũng đừng hòng rời khỏi đây. Quảng trường thần điện, ngọn lửa trên thánh đài ngàn trượng từ từ lụi tàn. Cánh cổng ánh sáng trong ngọn lửa đã trở nên mờ nhạt tự lục nào, một khi cánh cổng tiến vào Thương Long cấm giới đóng lại, có nghĩa là tất cả những người còn nán lại trong cấm giới sẽ bị vây chết. Giới tử thần u híp mắt, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sắc bén, vẻ mặt vẫn âm trầm khó đoán như trước. Công tử, Lâm Nhất tiến vào cấm khu ắt phải chết. Sự tích của hắn trên thiên lộ xem như dừng lại tại đây, sự hiện hữu của hắn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi nữa, có tôi tớ chiến giới khẽ nói. Giới tử thần u nhíu mày, lẩm bẩm, hắn mang trên người bảo cốt Thương Long, ta nghi ngờ cấm khu kia chưa chắc có thể vây chết được hắn. Giới tử Huyền Long cười khẩy, nói, thì đã sao? Dù hắn có may mắn ra khỏi cấm khu thì cũng không cách nào rời khỏi Thương Long cấm giới, cuối cùng vẫn chỉ có một chữ chết. Huống chi, cấm khu kia cực kỳ khủng bố, nếu hắn mất phương hướng ở nơi sâu thì dù có mang bảo cốt Thương Long trên người cũng không được chết toàn thây. Thấy Lâm Nhất bị như vậy, giới tử Thiên Càn cảm thấy tâm trạng rất tốt, coi như xả được cơn giận, cả người trở nên nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thấu triệt. Hắn ta nhìn về phía giới tử thần U, trong lòng hiểu rõ tên này quan tâm là sống chết của Nguyệt Vi Vi, chớ Lâm Nhất chết hay sống vốn không đáng để tâm. Đáng tiếc, nữ nhân kia nặng tình với Lâm Nhất, dù biết là cấm khu cũng đồng ý đi cùng hắn. Đối với giới tử thần U, dù Lâm Nhất có bị vây chết trong đó thì Nguyệt Vi Vi sẽ mãi mãi trở thành cái gai trong lòng hắn ta. Hắn ta tự cho mình siêu phàm. Với ngạo khí của hắn ta vậy mà về phương diện nữ nhân lại bại bởi một nhân tài kiệt xuất đến từ hạ giới, lửa giận cùng không cam lòng chắc chắn không thể hóa giải trong thời gian ngắn được. Lâm Nhất đã chết. Giới tử thần U thu hồi ánh mắt, đột nhiên, hắn ta cao giọng nói, âm thanh như sấm rền khiến tất cả những người có mặt tại quảng trường xung quanh thần điện đều bị chấn động. Mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía hắn ta. Từ nay về sau, trên thiên lộ không còn kẻ này. Dám đối nghịch với chiến giới thần U ta sẽ có kết cục như vậy. Giọng hắn ta lạnh lùng và tàn khốc, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Hắn ta đang tuyên thệ với tư cách kẻ thắng cuộc, để thế nhân biết được, mặc kệ quá trình có khó khăn chắc chớ cỡ nào thì cuối cùng Lâm Nhất vẫn chết trong tay hắn ta, người cười đến phút cuối cùng mới là kẻ thật sự chiến thắng. Có người khinh thường, có người cười khẩy, nhưng chung quy không ai tỏ thái độ gì cả. Chuyện xảy ra với Lâm Nhất đã nói rõ không nên trêu chọc chiến giới, một siêu phàm như Lâm Nhất mà đụng độ với chiến giới còn phải rơi đài, thì bọn họ càng không thể chọc vào. Thấy thái độ của mọi người, giới tử thần U tỏ vẻ hài lòng, đúng thật, hắn ta vẫn là người cười đến cuối cùng. Chỉ tiếc là Nguyệt Vi Vi. Tuy nhiên, tại đại thế, nữ nhân có rất nhiều, không kém một Nguyệt Vi Vi. Còn về cái tát kia, cũng chẳng sao cả, đợi đến trận chung kết. Khi hắn ta dùng lực áp chế quần hùng, mạnh mẽ giành vị trí đầu bảng thì tin chắc rằng không ai dám nhắc lại chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc giới tử thần U đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, trước khi đi, hắn ta quay đầu lạnh lùng nhìn thánh đài nghìn trượng kia, trong mắt toàn là rét lạnh. Đừng trách ta, có trách thì trách ngươi lựa chọn tên tiện chủng hạ giới kia. Chấm. Tại cấm khu, sương mù bao phủ, nơi đây còn hung hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhất. Gần như mỗi một thời khắc, huyết khí đều bị rút đi. Tuy nhiên, như hắn dự đoán, bảo cốt Thương Long quả thực có tác dụng to lớn ở đây, từ trong bảo cốt có Long Nguyên mờ ảo bắn ra, tạo thành một vầng sáng bao quanh cơ thể hắn, đồng thời bao trùm cả Nguyệt Vi Vi và ngựa huyết Long, tuy rằng huyết khí vẫn đang bị rút đi nhưng có vầng sáng này nên tốc độ lại cực kỳ chậm. Nếu không có bảo cốt Thương Long thì theo Lâm Nhất thấy, bọn họ không cách nào chịu được đến nửa canh giờ. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không mấy gì ổn. Dù sao thì bảo cốt Thương Long cũng chỉ hóa giải được một phần hung hiểm, nếu nán lại đây lâu dài, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết. Dường như lối vào của bí cảnh này đã biến mất.
Nguyệt Vi Vi đang ngồi trên lưng ngựa Huyết Long thì thầm nói, nàng ta không dám nhìn sắc mặt của Lâm Nhất. Đúng thật là đã biến mất. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, hắn có thể cảm ứng được chấn động không gian bên ngoài, thậm chí ngay cả cấm khu cũng chịu một chút ảnh hưởng. Đây là chuyện nằm trong dự đoán, trước đó hắn cũng biết cửa vào cấm giới sớm muộn sẽ đóng, hiển nhiên, quyết định tiến vào đây vốn là bất đắc dĩ, nếu không phải không còn đường nào để đi thì Lâm Nhất cũng không ép mình đến đường cùng thế này. Ra ngoài đi thôi, có lẽ bọn họ đều đã rời đi. Lâm Nhất không muốn nán lại trong cấm khu quá lâu, cấm giới đã đóng cửa, có lẽ tam đại giới tử và những người khác đều đã rời đi, bên ngoài cấm khu hẳn là an toàn, bọn họ có thể thử một phen, ra ngoài đi xem nơi mà Bảo Điện Thương Long từng hiện thế. Lâm Nhất vẫn còn ôm một chút hy vọng với Bảo Điện Thương Long, dù sao thì ở đó hắn cũng đã gặt hái được truyền thừa trên tạo hóa, được Thương Long chi chủ thừa nhận. Nếu có thể khiến Bảo Điện hiện thế lần nữa thì với thủ đoạn của khí linh trong điện, chưa hẳn không thể đưa hắn ra ngoài. Tuy nhiên, Lâm Nhất đã đánh giá thấp hung danh của cấm khu, dưới tầng tầng lớp lớp sương mù, hắn đã không tìm được đường ra. Hai người hoàn toàn bị vây khốn ở đây, không cách nào thoát ra được. Phốc! Trên lưng ngựa Huyết Long, Nguyệt Phi Vi ho khan một tiếng, máu tươi từ trong miệng nàng ta trào ra, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Để ta kiểm tra thương thế của cô trước đã. Lâm Nhất nhíu mày, hắn đã sớm phát hiện Nguyệt Phi Vi có vết thương cũ trên người. Dường như chân nguyên của nàng ta đã bị giam cầm, không cách nào sử dụng được. Hiện tại, nàng ta suy yếu không khác gì một người bình thường. Trước đó, vẫn luôn trốn tránh đám người kia đuổi giết, nên hắn không cách nào xem xét, giờ phải kiểm tra kỹ mới được. Nơi này là cấm khu, nếu vận dụng chân nguyên thì, nói không chừng sẽ dẫn đến vài thứ không tốt, Nguyệt Vi Vi nhìn quanh bốn phía. Sương mù bao phủ, trong không khí tràn ngập hơi thở hoang tàn, lụn bại. Cả khoảng không gian chìm trong tĩnh lặng, đầy quái dị và thần bí. Không sao. Lâm Nhất không để tâm mà ôm nàng ta từ trên lưng ngựa Huyết Long xuống. Hắn vận dụng chân nguyên kiểm tra cơ thể của Nguyệt Vi Vi, một lát sau, hắn khẽ nhíu mày. Vết thương của Nguyệt Vi Vi không quá nghiêm trọng, nhưng thủ đoạn phong bế lại cực kỳ tàn độc. Giới tử thần U đã để vài độc châm hàn băng sắc nhọn trong cơ thể nàng ta. Những độc châm này ẩn trong kinh mạch. Chúng cứ như vật sống vậy, nếu vận dụng chân nguyên thì chúng sẽ lập tức sống dậy, tạo thành tổn thương và đau đớn khó có thể tưởng tượng đối với kinh mạch. Nếu cẩn thận đếm thì có thể thấy những độc châm này có số lượng hơn 1.000, đừng nói là vận dụng công pháp, chỉ cần chân nguyên thoáng động một chút, hơn 1.000 độc châm liền sống dậy, hệt như trùng quỷ kiến độc bò lúc nhúc. Người bị phong bế sẽ phải chịu tra tấn và đau đớn khó tưởng. Hắn nhìn thấy trong kinh mạch của Nguyệt Vi Vi có rất nhiều dấu vết bị tàn phá. Hẳn là nàng ta đã thử vận dụng chân nguyên và bị trừng phạt. Có thể tưởng tượng được lúc đó Nguyệt Phi Vi đã đau đớn nhường nào. Giới tử thần U. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên sát ý cực kỳ băng giá, nếu sớm biết như thế, dù có phải liều mạng, hắn cũng sẽ kéo tên kia xuống địa ngục. Thủ đoạn bực này quả thật quá ti tiện và âm độc. Cô cố chịu một chút. Lâm Nhất hít sâu. Nếu người ngoài đụng đến loại thủ đoạn này thì hẳn là có chút khó xử lý, nhưng với hắn mà nói, thứ này không có giải quyết. Bởi lẽ, với độ sắc bén của kiếm ý thông thiên thì có thể dễ dàng chém những độc châm hàn băng đã dày vào Nguyệt Vi Vi thành mảnh vụn, có điều quá trình sẽ có chút đau đớn. Yên tâm đi Lâm ca ca, ta sẽ cố chịu. Nguyệt Vi Vi nở nụ cười, hai mắt nàng ta cong cong như vầng trăng, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên linh động hơn nhiều. Cô nhóc này. Đã sắp bị người ta hành hạ chết rồi mà còn cười được, Lâm Nhất có hơi tức giận nói. Khi nhìn thấy số độc châm kia, ngay cả hắn cũng phải hít một ngụm khí lạnh, thật không thể tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian vừa qua Nguyệt Vi Vi đã phải chịu bao nhiêu tra tấn. Ở cạnh Lâm ca ca sẽ hết đau. Nguyệt Vi Vi cười vui vẻ, nói nửa thật nửa đùa, lúc này, hai mắt nàng ta đã híp lại thành một cặp trăng lưỡi liềm. Thấy dáng vẻ nàng ta như vậy, Lâm Nhất cũng không giận nổi nữa. Khẽ nói, ta làm đây. Lâm Nhất vỗ một chưởng vào lưng Nguyệt Vi Vi, kiếm ý toàn thân tuôn ra từ lòng bàn tay, ào ào tiến vào cơ thể nàng ta. Kiếm ý thông thiên đại thành đi vào kinh mạch của Nguyệt Vi Vi, thoáng cái, mặt nàng ta vặn vẹo vì đau đớn. Kiếm ý quá mức sắc bén, dù Lâm Nhất đã cố gắng khống chế nhưng cũng khó tránh khỏi làm tổn thương kinh mạch,
mỗi một chỗ nó đi qua, đau đớn chẳng khác nào đao nhọn rạch qua. Phốc! Nhưng đau đớn này cũng không kéo dài quá lâu, chỉ một lát sau, kiếm ý đã chém vụn số độc châm kia, đồng thời chạy khắp cơ thể Nguyệt Vi Vi. Lâm Nhất rất cẩn thận, kiếm ý của hắn ẩn chứa chân nguyên, tựa như thần thức dò xét mỗi một tấc trong cơ thể nàng ta. Được rồi, Lâm ca ca. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Nguyệt Vi Vi đã đỏ ửng lên. Dù rằng từ trước đến nay, nàng ta luôn mang đến cho người khác cảm giác tùy tiện, nhưng đây vẫn là lần đầu bị người khác phái tiếp xúc thân mật như thế. Kiếm ý chạy khắp cơ thể kiểu này cứ như bị người ta nhìn thấu hết thảy vậy. Lâm Nhất giật mình sực tỉnh, hắn còn nhìn thấy một phong ấn trong cơ thể Nguyệt Vi Vi, tuy nhiên dường như phong ấn kia không mang đến tác hại, chỉ khống chế tu vi của nàng ta mà thôi, đồng thời ẩn chứa dưới phong ấn là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn duỗi tay rút kiếm ý của mình ra ngoài, cả người Nguyệt Vi Vi vô lực, nàng ta suy yếu nói, Lâm ca ca, ta rất buồn ngủ. Nghỉ ngơi trước đi. Lâm Nhất ôm Nguyệt Vi Vi đặt lên lưng ngựa huyết long, để nàng ta yên tĩnh nghỉ ngơi. Muốn vết thương cũ phục hồi quả thực cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi tỉnh, nàng ta sẽ khỏi hẳn. Đợi Nguyệt Vi Vi ngủ, Lâm Nhất liền dắt theo ngựa huyết long cẩn thận dò xét cấm khu. Cấm khu bị sương mù bao phủ khiến người khác khó mà an lòng, cứ luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó xông ra từ sương mù. Lâm Nhất cẩn thận thăm dò từng chút một, không thể tìm được đường về, đành phải tiến về phía trước thôi. Ông! Đột nhiên, trong làn sương mù phía trước vang lên âm thanh vù vù, một luồng khí thức quen thuộc vọt tới. Đây là... Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi. Hắn cảm nhận rất rõ trong cấm khu có một luồng kiếm ý quen thuộc, thật sự khó đoán được nơi bắt nguồn. Hắn không nhớ hắn đã từng đến nơi này và có người cố ý dụ hắn tiến vào. Âm vang. Hắn do dự hồi lâu, âm thanh kia cũng dần trở nên sắc bén, cứ như bất kỳ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đi xem. Lâm Nhất đề cao cảnh giác, cẩn thận tiến về phía kiếm ý phát ra âm thanh, nửa canh giờ sau. Một thanh trường kiếm loang lổ vết rỉ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đó là một thanh kiếm rất đối bình thường, không khác gì với bội kiếm của hầu hết nhân tài kiệt xuất, thậm chí có khả năng là kiếm bên mình của một nhân tài kiệt xuất nào đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là thanh kiếm này đâm xuyên mi tâm một thi thể, và kiếm ý lưu lại chính là của Lâm Nhất. Vũ Hạo Thiên. Người này đã chết, thi thể khô quắt, không còn nhìn rõ tướng mạo, quần áo cũng đã bị phong hóa đôi chút. Hắn ta tiến vào đây và chết đi, Lâm Nhất dùng kiếm đâm xuyên mi tâm hắn ta chỉ để chấm dứt hậu hoạn mà thôi. Nơi Vũ Hạo Thiên chết chính là ranh giới, tiến lên một bước nữa đồng nghĩa với việc tiến vào sâu trong cấm khu. Đây là vùng đất thần chiến. Nguyệt Vi Vi đã tỉnh lại từ lúc nào, sắc mặt nàng ta có hơi nghiêm trọng, khẽ nói. Vùng đất thần chiến. Lâm Nhất nghe thấy giọng của Nguyệt Vi Vi thì sửng sốt, sau đó bỗng nở nụ cười. Quay đầu lại bảo, Vi Vi, cô tỉnh rồi hả? Hừ, giờ mới gọi ta là Vi Vi. Vẻ mặt Nguyệt Vi Vi trở nên rạng rỡ, vui tươi, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Giờ đây, vết thương của nàng ta đã khỏi hẳn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, xinh đẹp mỹ miều, con người cũng trở nên lóng lánh cuốn hút như xưa. Hai mắt Nguyệt Vi Vi lấp lánh, quyến rũ tràn ngập sức sống, mái tóc dài mượt mà xóa tung bay phấp phới. Nàng ta như một nàng tiên. Khôi phục lại dáng vẻ trang nhã, xinh tươi, nghiêng nước nghiêng thành của ngày xưa. Lâm Nhất ngây người một lúc mới hoàn hồn lại, ý nàng ta là lúc dẫn nàng ta đi thì bảo Nguyệt Vi Vi, ta dẫn cô đi, chứ không phải Vi Vi, ta dẫn cô đi. Đương nhiên là Lâm Nhất hiểu được sự khác nhau giữa hai cách gọi đó, hắn sửng sốt một chút rồi cười nói, có lẽ lúc đó ta cảm thấy gọi như vậy sẽ có khí thế hơn. Hừ, sau này không được gọi ta như thế nữa. Không thì ta không gọi huynh là Lâm ca ca nữa đâu, biết chưa Lâm ca ca, Nguyệt Vi Vi cưỡi khẽ nói. Sau đó, nàng ta xoay người xuống ngựa, nhìn cái xác phía trước hỏi, đây là xác của ai vậy? Lâm Nhất nhàn nhạt đáp, Vũ Hạo Thiên. Chết đáng lắm, tên này mà không chết thì sẽ trở thành một kẻ địch đáng gờm của huynh. Ở huyền hoàng giới đã đáng chết rồi, đến con đường thông thiên còn bám giết không tha, hắn ta cũng sống dai ghê. Nguyệt Vi Vi hoàn toàn không có tí thiện cảm nào với Vũ Hạo Thiên, trong quần long thịnh yến thì chọc ghẹo nàng ta, huống chi hắn ta còn là kẻ thù không đội trời chung của Lâm Nhất. Nguyệt Vi Vi ngừng một lát,
ngẩng đầu lướt qua đường ranh giới nhìn về phía trước, Lâm ca ca, huynh có biết gì về vùng đất thần chiến không? Hình như vùng đất thần chiến là nơi các thần linh đánh nhau, nghe nói chỉ có nơi như thế này mới có thể cho ra quả thần huyết. Lâm Nhất khẽ nói. Hắn cũng không dành về vùng đất thần chiến cho lắm, chủ yếu là do Bùi Tuyết kể, song lúc đó hắn cũng không hỏi nhiều. Nguyệt Vi Vi ngó Lâm Nhất cười nói, có vẻ như Lâm ca ca cũng có chút hiểu biết về vùng đất thần chiến, nhưng không phải tất cả vùng đất thần chiến đều có thể sản sinh ra quả thần huyết. Có máu mà thần linh bị thương chảy ra, song vẫn phải đúng lúc rơi lên thiên tài địa bảo thích hợp, mới sinh ra được quả thần huyết. Thần linh đánh nhau bị thương là chuyện thường, nhưng lại rất ít khi chảy máu, chết đi lại càng hiếm hơn. E là trong vùng đất thần chiến này có thần linh bị thương cực kỳ nặng, nhiều thần huyết đến nỗi giờ vẫn chưa biến mất và còn sót lại cả ý chí của thần linh. Lâm Nhất có vẻ khá ngạc nhiên, một luồng ý chí của thần linh thôi mà vẫn có thể giữ lại đến giờ, vậy bản thân họ phải mạnh cỡ nào? Không biết nữa. Nguyệt Vi Vi nói với vẻ hết sức nghiêm trọng. Sau khi thời đại thượng cổ huy hoàng biến mất, nhóm thần linh cuối cùng đều đã ngã xuống. Dù là thời đại biến động đầy loạn lạc sau này hay thời đại cận cổ thì vẫn không có thần linh mới sinh ra. Vì vậy, chẳng ai có thể đoán được thần linh mạnh như thế nào, chỉ có thể dựa vào một vài dấu vết còn sót lại trên sách cổ. Nàng ta vừa kể vừa giơ cổ tay của mình lên, lộ ra một cái vòng tay sáng lấp lánh bằng bạc. Lâm Nhất nhìn kỹ thì thấy trên chiếc vòng tay có chi chít thánh văn. Một cái vòng tay nho nhỏ lại khắc nhiều thánh văn như vậy, hắn quả thật không thể tưởng tượng nổi nó phải khó khăn đến mức nào. Theo chân nguyên cuồn cuộn truyền vào, Lâm Nhất cảm giác được một sự dao động của không gian trên vòng tay kia, sau đó lập tức có một cái gương xuất hiện trong tay Nguyệt Vi Vi. Vòng tay không gian. Trong mắt Lâm Nhất nhấp nháy vẻ kỳ dị, vòng tay này cao cấp hơn túi trữ vật nhiều nên có lẽ không gian bên trong cũng lớn hơn. Trong vô số thánh văn dường như còn giấu một linh trận loại nhỏ, nếu nó khởi động thì chắc sẽ phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vòng tay này cần chân nguyên mới khởi động được, trước đó kinh mạch của Nguyệt Vi Vi bị phong ấn nên chưa thể dùng nó. Nhưng người ngoài muốn cướp, cũng phải suy xét đến sức mạnh của linh trận trên vòng tay. Song, điều khiến Lâm Nhất tò mò hơn lại là cái gương trong tay Nguyệt Vi Vi. Đây là bảo kính hồi quang, có thể chiếu lại một số hình ảnh cũ. Nếu hai bên đánh nhau mà mạnh đến trình độ như thần linh thì dù có trôi qua mấy chục ngàn năm vẫn sẽ để lại dấu vết, bảo kính hồi thiên sẽ bắt giữ dấu vết ấy, từ đó có thể tìm được quả thần huyết. Nguyệt Vi Vi nhìn vào chỗ sâu trong cấm khu, khẽ nói. Quả thần huyết. Trong đầu Lâm Nhất chợt lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Đang ở ven cấm khu nên chưa thể nhìn rõ. Nhưng sâu bên trong chắc chắn có một vùng đất thần chiến và rất có khả năng sẽ có quả thần huyết, Nguyệt Vi Vi nói với vẻ chắc chắn. Sau đó, nàng ta vươn tay khẽ phất, bảo kính hồi thiên lập tức bay lên phóng ra từng chùm sáng bắn thẳng vào chỗ sâu trong cấm khu. Ầm ầm. Đất trời trống chốc thay đổi. Sâu trong cấm khu chợt xuất hiện một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, hai bóng người cao to khổng lồ không ngôn ngữ nào diễn tả được chợt phóng lên cao rồi lao vào nhau. Một cảnh tượng đáng sợ chưa bao giờ có lập tức trình diễn. Vô số hành tinh rơi xuống hóa thành từng đốm lửa xé rách hư không, chỉ có ánh sáng của nhật nguyệt là còn mãi với thời gian. Còn chiêu đòn và ảnh hưởng cụ thể của thần linh lại không thể thấy rõ, đến cả dị tượng cũng mờ mờ ảo ảo. Hình ảnh trên không vừa hay trùng khớp với cấm khu trong hiện thực, gây ra một sự bóp mép với người xem. Có vẻ như con đường thông thiên thời thượng cổ hoàn toàn khác xa so với hiện tại. Nó đã thay đổi lớn đến khó tin. Xoẹt. Lâm Nhất bỗng nhìn thấy một luồng kiếm quang, dù nó chỉ nhoáng lên một cái. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại giống như trôi qua vô số năm tháng hay như cái nhìn lướt qua nhau giữa hai người xa lạ. Giống như khiến những năm tháng luân hồi đọng lại trong khoảnh khắc ấy. A. À. Sau khoảnh khắc ấy, thần linh đánh nhau với kiếm khách kia hình như đã hét thảm một tiếng. Một cột máu phun ra như suối. Có rất nhiều thần huyết đã bốc hơi trên không và tỏa ra sức mạnh khủng bố hình thành một cái lốc xoáy đen ngòm như hố đen. Có 9 giọt thần huyết rơi xuống, mỗi giọt đều giống như một vầng mặt trời chói chang. Ở bên kia, khi Lâm Nhất còn đắm chìm trong sự ảo diệu của một kiếm kia thì bị giọng nói của Nguyệt Vi Vi đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hình ảnh trên không đã biến mất. Nguyệt Vi Vi cưỡi ngựa huyết long chạy về phía máu thần huyết rơi xuống.
Lâm Nhất vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Nửa tiếng sau, sâu trong cấm khu, Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi đều dừng lại trước một cái vực. Bên dưới là vực sâu không đáy bị bóng tối bao trùm, chỉ nhìn vài lần mà linh hồn như bị nó hút đi. Chắc hẳn là ở nơi này, tổng cộng có 9 giọt thần huyết. Nguyệt Vi Vi nhìn xuống vực, lấy bảo kính hồi thiên ra chiếu về phía vực sâu. Xoẹt! Bảo kính hồi thiên lắc lư, xác định phương hướng rồi bắn ra một chùm sáng. Nơi nó chiếu đến lộ ra một trái cây màu vàng. Trái cây màu vàng kia có 7 phiến lá, trên mỗi phiến lá đều điểm xuyết một giọt xương, còn nó lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Vừa nhìn thấy nó, cơ thể lập tức cảm thấy muốn ăn. Sau khi có cảm giác ấy thì ngày càng khó cưỡng lại, hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Lâm Nhất dùng kiếm ý mạnh mẽ của mình dần sự ham muốn ấy lại, ngó sang Nguyệt Vi Vi bên cạnh thì thấy nàng ta ngơ ngác đi về phía vực sâu. Dừng lại. Lâm Nhất biến sắc, vươn tay nắm lấy Nguyệt Vi Vi giật mạnh về sau. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến cơ thể mềm mại của nàng ta trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Không sao chứ, Lâm Nhất cúi đầu hỏi. Nguyệt Vi Vi hoàn hồn, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, không ngờ lại sinh ra 7 phiến lá, khó tin thật, 3 quả thần huyết lúc trước cũng không có phiến lá nào. Trên mỗi phiến lá còn có xương đọng lại, lá cây và thần quả không thể luyện hóa, nhưng nếu là giọt xương thì Lâm ca ca có thể thử xem. Suy cho cùng, nàng ta vẫn nhớ đến Lâm Nhất, trái cây còn chưa lấy được đã nghĩ xem hắn có thể luyện hóa giọt xương trên phiến lá không. Lâm ca ca, sao mắt của huynh lại chảy máu vậy? Nguyệt Vi Vi ngẩng đầu nhìn sang thì bỗng nhiên hoảng sợ, vội lấy khăn tay ra lau cho Lâm Nhất. Chỉ một lát, trên khăn tay trắng ngần đã dính đầy máu tươi, trông cực kỳ chói mắt. Mãi đến lúc này, Lâm Nhất mới cảm thấy đôi mắt đau nhức không thôi, vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra, song khóe mắt vẫn có máu chảy ra, trông cực kỳ đáng sợ. Lạ ghê! Lâm Nhất vươn tay chấm chút máu, cau mày, hắn chẳng thể nhớ nổi mình bị thương lúc nào. Nếu máu cứ chảy tiếp, đôi mắt của hắn rất có thể sẽ mù. Lâm ca ca, có phải huynh đã nhìn thấy gì trong cảnh hai vị thần đánh nhau ban nãy không? Nguyệt Vi Vi như nhớ đến gì đó, sốt ruột hỏi. Ban đầu thì mơ hồ không thấy gì hết, sau đó ta thấy một luồng kiếm quang, Lâm Nhất nói đến cuối thì giật mình, lẽ nào là nó? Nguyệt Vi Vi biến sắc, lo lắng nói, cái này thì tệ rồi đây. Cô không nhìn thấy luồng kiếm quang kia hả? Ta không thấy. Thì ra là thế, có vẻ như vấn đề nằm ở luồng kiếm quang kia, có lẽ vì sở hữu kiếm ý thông thiên nên hắn đã thấy được hào quang của nó. May mà chỉ là hào quang, nếu là một kiếm kia thật thì chắc Lâm Nhất đã chết rồi. Nhưng chỉ là chút hào quang cũng đã khiến cho Lâm Nhất cảm giác được vô vàn đạo vận vô cùng huyền ảo khó tả. Ánh hào quang của nó lưu lại trong mắt Lâm Nhất, nếu không thể luyện hóa thì sớm hay muộn gì hắn cũng mù. Nhưng muốn luyện hóa kiếm chiêu sinh ra trong lúc các thần linh đánh nhau, dù chỉ là cái bóng mờ của nó thôi, song vẫn khó hơn lên trời với Lâm Nhất. Nguyệt Vi Vi lấy một miếng vải trắng ra, bôi chút linh dược lên rồi nhẹ nhàng cột lên mắt Lâm Nhất. Khoảnh khắc sơ khai. Lâm Nhất bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Cái gì? Nguyệt Vi Vi lo lắng hỏi. Đây là tên của kiếm quang kia. Lúc đó, ta đã hơi hiểu một chút. Chắc là, ta có thể luyện hóa nó. Lâm Nhất suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói, có lẽ, ta có thể nếm thử quả thần huyết kia. Giờ tầm mắt của hắn đã đen thui, không thể thấy được bất cứ thứ gì. Chỉ có thể dựa vào chân nguyên và kiếm ý để cảm giác phương hướng. Nếu không thể nhìn thấy quả thần huyết, có lẽ có thể chống lại sức hút chết người của nó. Thế ai thấy quả thần huyết đều không thể chống cự lại sức hút của nó, dù nhắm mắt lại thì khi đến gần cũng không kiềm được mà mở ra. Nhưng giờ Lâm Nhất có muốn, cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn, trái lại có thể xem như đây là một lợi thế. Như vậy có được không? Nguyệt Vi Vi lo lắng hỏi. Đương nhiên không thể chắc chắn hoàn toàn, chưa biết chừng bên dưới còn có nguy hiểm nào đó, nhưng suy cho cùng vẫn có cơ hội để thử. Mảnh vải màu trắng cột hai mắt lại, Lâm Nhất đi đến mép vực. Dưới ánh sáng của bảo kính hồi thiên, dưới vực sâu đen tuyền, quả thần huyết lẳng lặng sáng lên. Nó có 7 phiến lá, trên mỗi chiếc lá đều dính rất nhiều xương sớm trong suốt. Lâm Nhất không nhìn thấy,
nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của quả thần huyết. Đây là một quả thần huyết cực kỳ hiếm có, còn hiếm hơn ba quả mà các giới tử đã tranh giành lúc trước. Nó có một sức hút khó cưỡng, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng khó dằn lòng nổi muốn ăn nó. Đến cả Nguyệt Phi Vi đã có một quả, còn suýt nữ bị nó dụ dỗ nhảy xuống vực. Lâm ca ca, hay là đợi lát nữa đi, mắt huynh vẫn còn chảy máu đó. Nguyệt Phi Vi không nhìn xuống vực nữa, nàng ta khá là kiêng kỵ quả thần huyết kia, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất lo lắng nói. Không được, ta còn phải luyện hóa luồng kiếm quang kia. Nhưng sau khi nhìn thấy, chắc chắn không thể lấy được quả thần huyết nữa, Lâm Nhất bình tĩnh phân tích. Quả thần huyết kia cực kỳ bất phàm, được hình thành từ 9 giọt thần huyết. Có lẽ hắn không thể luyện hóa quả và lá thần, nhưng chưa biết chừng có thể luyện hóa giọt xương trên phiến lá. Một khi Lâm Nhất luyện hóa được thì nó sẽ là một cơ hội đổi đời với hắn. Quả thần huyết kia cực kỳ mê người, nếu không thể kiềm nén thì một khi đến gần sẽ chẳng nhịn nổi muốn ăn nó. Với tu vi thiên phách cảnh mà cho vào miệng, e rằng mới nuốt xuống đã nổ tan xác. Quả thần huyết đúng là một cơ hội trời cho, nhưng cảnh giới thiên phách lại không cách nào luyện hóa nó. Nhưng nó rất mê người, khiến người ta khó có thể cưỡng lại. Dù là Lâm Nhất cũng chẳng thể bảo đảm, nếu đứng gần quá thì kiếm ý có thể giúp hắn giữ được tỉnh táo hay không. Hiện giờ, đôi mắt tạm thời không thể nhìn thấy quả thật là một cơ hội tốt. Lâm ca ca, huynh cẩn thận nhé, nếu hái được nó thì phải bỏ vào trong bình ngay. Đồ bình thường thì không thể đựng được quả thần huyết, đây là bình tịnh ngọc, bên trong là nước tinh khiết có thể giữ được quả thần huyết một cách hoàn hảo. Nguyệt Phi Phi đã chuẩn bị rất nhiều cho việc ngắt lấy quả thần huyết nên đã có mánh lới từ lâu. Sau khi Lâm Nhất tìm hiểu cách sử dụng bình tịnh ngọc bèn cất nó đi. Phù! Lâm Nhất hít sâu một hơi rồi nhảy xuống vực, tầm mắt hắn đen thui chẳng thể nhìn thấy bất cứ gì. Nhưng trong cảm giác của chân nguyên thì vị trí của quả thần huyết lại cực kỳ rõ ràng. Ngay khi sắp đến gần nó, quả thần huyết đã sinh ra rất nhiều dị tượng. Hết vòng ánh sáng này đến vòng ánh sáng khác như dòng nước gợn khuếch tán ra xung quanh, mỗi một vòng đều chứa một sức mạnh kinh người. Chỉ thoáng chốc, những vòng sáng ấy đã đan vào nhau hình thành một bóng người. Đây là khi quả thần huyết cảm thấy nguy hiểm nên đã thi triển chiêu số của mình để chống lại. Nó đã có chút trí khôn, nhưng thần dược đều trưởng thành cực kỳ chậm, có lẽ mấy chục ngàn năm cũng chỉ như một đứa bé loài người. Linh trí của quả thần huyết trước mắt còn không bằng cả một đứa trẻ, nó chỉ mới có chút nhận thức và tính cảnh giác đối với nguy hiểm. Bóng người giơ tay đấm ra một quyền đập lên người Lâm Nhất, phát ra vô số tiếng kiếm ngân. Cả người Lâm Nhất sáng lên, được bao quanh bởi kiếm ý, mỗi một chỗ trên quần áo đều sáng lấp lánh, trực tiếp đỡ lấy một quyền của quả thần huyết. Nguyệt vẫn tinh trầm. Lâm Nhất đỡ lấy một chiêu kia xong cũng không thả lỏng, đứng lơ lửng giữa không trung. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền thi triển nhật diệu thần quyền đấm thẳng về phía dị tượng kia. Dị tượng ập tới bị một quyền kia của Lâm Nhất đánh nát và chỉ cách quả thần huyết chưa đến 800 mét. Nhưng dị tượng kia vừa nổ tung, quả thần màu vàng đã tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, bảy phiến lá đồng loạt lắc lư. Thoáng chốc, có phong, lôi, hỏa, băng bảy luồng uy áp của ý chí võ đạo đồng loạt nổ tung. Mỗi loại đều hóa thành một đòn sát thủ chí mạng. Mà không ngờ tất cả những đòn chí mạng ấy đều là võ học thánh linh. Lâm Nhất biến sắc, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, bảy phiến lá thế mà chiếc nào cũng ẩn chứa một loại ý chí võ đạo. Và lại, có vẻ như chúng cũng lưu giữ lại một vài đạo vận hồi đó khi các thần linh đánh nhau, sau khi thi triển có thể phát ra đòn chí mạnh mạng ngang ngửa võ học thánh linh. Thậm chí, hắn còn cho rằng nếu để cho quả thần huyết này trưởng thành đến một cảnh giới nhất định thì nó có thể phát ra chiêu thức còn mạnh hơn cả võ học thánh linh. Hiện giờ không có thời gian để hắn nghĩ nhiều, bảy võ học thánh linh đồng loạt đánh tới, dù yếu hơn võ giả cùng cảnh giới thi triển, nhưng số lượng lại rất nhiều. Tuy là Lâm Nhất cũng không dánh đón đỡ, hai tay hắn kết ấn, sau lưng mọc ra một đôi cánh kim ô, nhanh chóng né tránh đòn đánh kia. Táng hoa! Lâm Nhất vẫy tay. Gọi kiếm táng hoa từ trong hộp ra, cùng lúc đó trong người cũng bay ra hai con thánh linh. Kim ô sang trái, ngân hoàng sang phải, đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh chiếu sáng một góc vực sâu. Nhật Nguyệt. Lâm Nhất thầm thở phào, dùng kim ô như mặt trời, ngân hoàng như mặt trăng, thoáng chốc chém ra kiếm thứ ba trong Trảm Thiên Tam Kiếm.
một kiếm ấy vừa xuất hiện, nhật nguyệt cùng sáng. Kiếm quang bàng bạc quét ngang, trực tiếp bổ ra một lỗ thủng giữa đủ loại dị tượng do võ học thánh linh biến thành. Nhưng sức mạnh của bảy võ học thánh linh vẫn vượt ngoài dự đoán của Lâm Nhất, lỗ thủng kia lập tức khép lại. Bảy đòn sát thủ kết hợp với bảy ý chỉ võ đạo tạo thành đòn đánh trực tiếp bổ thẳng lên người Lâm Nhất, thoáng chốc nuốt chửng hắn. Ầm. 18 long ảnh lần lượt nổ tung, Lâm Nhất mặc thánh giáp thương long, hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, vèo một phát bay lên như diều gặp gió. Mạnh thật. Đến cả một kích mạnh nhất của hai đại giới tử mà 18 long ảnh trên thánh giáp thương long cũng có thể chặn lại, nhưng giờ chỉ mới là sóng xung kích thôi đã lập tức bị đánh nát. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, cũng không có trực tiếp chống lại nó. Mấy giây sau, hắn đã quay trở lại trên vực. Trên người Nguyệt Vi Vi sáng lấp lánh, đang tu luyện công pháp nào đó, tóc dài tung bay, giữa trán có một dấu ấn đỏ như máu như ẩn như hiện. Ngay khi dấu ấn đó xuất hiện, khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia của Nguyệt Vi Vi lập tức trở nên xinh đẹp tuyệt trần, chẳng sắc thái nào trên đời có thể sánh ngang với vẻ đẹp ấy của nàng ta. Hiện nay, vết thương của nàng ta đã lành, nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục hẳn. Trong lúc Lâm Nhất đi lấy quả thần huyết thì nàng ta cũng chẳng ngồi không. Đây là công pháp gì? Tuy mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng Lâm Nhất vẫn có thể cảm giác được khí yêu sát khổng lồ trên người Nguyệt Vi Vi. Nó quả thật là khí yêu sát. Có điều lại cực kỳ tinh khiết, không quá cuồng bạo hay dã man. Nếu phải diễn đạt thì nó quả thật là tinh khiết đến không chút tì vết, vừa cổ xưa lại cao quý. Tuy đã đoán được Nguyệt Vi Vi đến từ yêu tộc và có thân phận bất phàm, nhưng có vẻ như nó còn đáng sợ hơn những gì hắn nghĩ. Lâm ca ca, huynh lên rồi à? Nguyệt Vi Vi ngẩng đầu lên, dấu ấn giữa trán ẩn đi, khí thế bá đạo đầy uy áp của yêu hoàng thoáng chốc biến mất sạch không còn sót lại chút gì. Tuy vẫn đẹp như cũ, song ánh mắt lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nàng ta cũng không che giấu sự biến hóa đó và còn tỏ ra hết sức tự nhiên. Lâm Nhất gật đầu, kể lại những gì đã diễn ra dưới vực sâu cho Nguyệt Vi Vi nghe. Bảy loại ý chí võ đạo kết hợp với bảy loại võ học thánh linh, dù là tinh quân bình thường cũng không chống lại nổi. Quả thần huyết này đúng là khó lấy thật, Nguyệt Vi Vi cau mày, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói với vẻ buồn rầu. Lâm Nhất không tỏ ý kiến, trước đó hắn đã né được hầu hết các đòn đánh, nhưng sóng xung kích vẫn có thể đánh nát 18 long ảnh trên thánh giáp thương long một cách dễ dàng. Nếu đánh tiếp, có lẽ thánh giáp cũng sẽ nát, chưa biết chừng còn có thể bỏ mạng ở dưới đó. E rằng chưa đến tinh quân sẽ khó mà lấy được quả thần huyết kia, kể cả có là Lâm Nhất thì cũng chẳng hy vọng là bao. Chắc chỉ có thể làm như vậy. Lâm Nhất suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn nghĩ tới một cách cực kỳ nguy hiểm, đó là trực tiếp luyện hóa kiếm quang trong mắt dưới vực, sau khi tu luyện được chiêu khoảnh khắc sơ khai thì sẽ dùng nó chém đôi bảy luồng ý chí võ đạo kết hợp với bảy võ học thánh linh kia ra. Không cần phải đánh nát chiêu khủng bố kia, chỉ cần bổ ra một cái khe, đợi Lâm Nhất hái quả thần huyết và bỏ vào bình là được. Với sức mạnh của một kiếm kia, nếu có thể thi triển được nó thì muốn hái được quả thần huyết cũng không khó. Điều này quả thật rất nguy hiểm, nói dễ nghe là một công đôi việc, nói khó nghe hơn là đang tự sát. Hi hi, thực ra cách này của Lâm ca ca cũng không phải không được. Con người Nguyệt Vi Vi đảo quanh, xoa cằm nói, trong tình huống bình thường, muốn luyện hóa kiếm quang do thần linh để lại, dù chỉ một chút thoáng qua cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng có quả thần huyết làm đối thủ, đồng nghĩa với dùng thần để đối phó với thần, hướng chết mà sinh, cơ hội trái lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Nàng ta rất thông minh, chỉ với đôi điều đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, thậm chí còn liệt kê ra những điều mà đến cả Lâm Nhất cũng không nghĩ đến. Ta cho rằng cô chắc chắn sẽ ngăn cản ta, Lâm Nhất cười nói. Hừ hừ, Vi Vi mới không ngăn cản chuyện mà Lâm ca ca muốn làm đâu. Dù huynh có chết dưới vực sâu, ta cũng sẽ đi xuống đó với huynh, ai bảo huynh là Lâm ca ca của ta chứ? Nguyệt Vi Vi cười khẽ, nàng ta biết Lâm Nhất không nhìn thấy bèn chống cằm nhìn chằm chằm hắn nói. Tuy Lâm Nhất không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ xinh đẹp quyến rũ khiến người ta yêu thích không thôi vào lúc này của Nguyệt Vi Vi. May mà không thấy, chứ không thì đã chẳng chịu nổi rồi. Bù! Một hương thơm bay đến, Nguyệt Vi Vi sáp đến trước mặt Lâm Nhất, lấy một viên đan dược từ trong vòng tay không gian ra nhét vào miệng hắn.
Nàng ta thấy Lâm Nhất ngơ ngác há miệng ra thì cong môi cười bảo, Lâm ca ca, huynh ngậm viên đan thánh huyết này trong miệng, đợi đến khi sắp hao hết huyết khí thì nhai nát nó là được. Đan thánh huyết quý hiếm hơn đan huyết diễm rất nhiều trong việc rèn luyện và khôi phục huyết khí. Lâm Nhất ngậm lấy đan dược, gật đầu với Nguyệt Vi Vi rồi lắc mình nhảy xuống vực sâu tối om thêm một lần nữa. Hắn muốn luyện hóa luồng kiếm quang kia trong khi đánh nhau với bảy võ học thánh linh nhằm luyện thành chiêu khoảnh khắc sơ khai. Trước khi có thể mở mắt ra nhìn được, phải cất quả thần huyết kia vào bình tĩnh ngọc. Nếu thành công thì một công đôi việc, thất bại thì chết không chỗ chôn. Lần này, tốc độ rơi xuống của Lâm Nhất rất chậm, trong quá trình ấy, hắn không ngừng nhớ lại hào quang của một kiếm kia. Đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua tấm vải trắng, máu tươi lăn dài như hai hàng nước mắt. Rắc rối ghê. Lâm Nhất thầm thở dài, luyện hóa sợi kiếm quang này ắt sẽ bị kiếm quang phản phệ, khiến cho vết thương chuyển biến xấu nhanh hơn. Hắn không còn nhiều thời gian, trong trường hợp thời gian hữu hạn như vậy thì không cách nào luyện hóa thành công được, cái giá mà hắn phải trả chính là mất đi hai mắt, và sau đó là vĩnh viễn mai táng tại vực sâu này. Thủ đoạn thần linh quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ một cái liếc mắt, hay chỉ vài giọt máu thôi đã đủ khiến đối phương tuyệt vọng. Nhưng Lâm Nhất không có ý định nhận thua, hắn không muốn Nguyệt Vi Vi phải chôn cùng hắn, thật sự không muốn, bất chấp mọi giá cũng không muốn. Cho nên, mẹ kiếp thần linh, ta có một kiếm, chém nát hết thảy. Lửa giận thiêu đốt trong lòng Lâm Nhất, hắn hung hăng mắng một câu rồi xách theo táng hoa tiến thẳng về phía quả thần huyết. Ở nơi tận cùng vực sâu, hai mắt Lâm Nhất đã mù lòa, máu tươi trào ra, nhưng lúc này đây, hắn lại lần nữa giao đấu với quả thần huyết. Lần này khác với lần trước, đó, dù hung hiểm cỡ nào thì hắn cũng bình tĩnh tiến lùi, bất kỳ lúc nào cũng có thể vận dụng kim ô cửu biến để rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại nguy hiểm hơn nhiều, hắn không còn bất kỳ đường lui nào cả, đồng thời hắn còn phải lĩnh hội kiếm chiêu khoảnh khắc sơ khai, lùi lại chỉ có con đường chết. Mà dù có may mắn không chết thì Lâm Nhất cũng không cách nào chấp nhận chuyện mình bị mù hai mắt. Đối với võ giả cảnh giới thiên phách thì nếu như chỉ xác định vật thể, việc mở mắt hay nhắm mắt cũng không có gì khác nhau, thậm chí ở thời điểm giao đấu, dù là nhắm hai mắt vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được phương vị của sát chiêu cùng với nguy hiểm. Nhưng mắt người đâu chỉ dùng để quan sát, nó còn ẩn chứa thần vận, tượng trưng cho thần thái và khí vận của một người. Khí thế và uy áp trong công pháp. Mối liên hệ giữa tu vi và ý chí võ đạo cũng có thể biểu hiện ngay trong ánh mắt. Nếu thật sự bị mù thì đó chính là tổn thất to lớn, rất có thể sẽ phải dừng lại, không tiến thêm được nữa. Lúc giao đấu với kẻ khác, dù có cảm ứng rõ cỡ nào thì cũng không thể nhận ra được sơ hở. Ngoại trừ một vài công pháp đòi hỏi phương thức tu luyện đặc thù, nếu không, không ai có thể chấp nhận nổi hậu quả bị mù hai mắt, và Lâm Nhất cũng thế, hắn không thể chấp nhận được. Hắn không có đường lui, hoặc là nhất cử lưỡng tiện, đồng thời chiếm được quả thần huyết và kiếm quang của thần, hoặc là chết. Tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong chỗ chết. Lâm Nhất siết chặt kiếm táng hoa trong tay, cùng giao đấu với bảy thánh linh đang bày ra bảy loại ý chí, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến luồng kiếm quang cắt đứt thiên địa kia. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, Lâm Nhất liên tục phỏng đoán áo nghĩa của kiếm quang, trong lúc giao đấu. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn không ngừng tiến bộ. Thoáng chốc đã 7 ngày trôi qua, Lâm Nhất đã tu luyện kiếm chiêu khoảnh khắc sơ khai được 7, 8 phần. Thỉnh thoảng hắn đâm ra kiếm quang khiến vực sâu phút chốc sáng bừng lên, ngay cả hư không cũng bị rạch ra những vết rách đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất vẫn không cách nào thi triển nguyên vẹn, hắn còn chưa nắm giữ được điểm tinh túy của một kiếm này, mà chỉ mới hiểu được ra lông mà thôi. Cho nên khi hắn chém ra một kiếm này, vẫn không cách nào ngưng tụ ra được khoảnh khắc huy hoàng và bất diệt vĩnh hằng, ngưng kết ra được khoảnh khắc sơ khai tương hội. Khoảnh khắc đó chỉ trong một cái chớp mắt, gần như bằng một phần ngàn nhịp thở, lần đầu tương hội, lần đầu khai thiên tích địa. Với kiếm đạo hiện tại của ta, vậy mà vẫn không cách nào nắm giữ được một kiếm này, lạ thật. Lâm Nhất thầm khó chịu, thần linh quả thật rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tưởng chừng chỉ liếc mắt thôi cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng hắn vẫn muốn nắm giữ, dù rằng đó chỉ là một kiếm do thần linh chém ra, lại nói, kiếm quang này vốn chỉ là một phần vạn, thậm chí một phần 10 vạn uy năng của một kiếm kia mà thôi. Hắn là loại người kiêu ngạo bực nào,
có thể nói tạo nghệ kiếm đạo của hắn trên thiên lộ là có một không hai, không ai địch lại. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải trở ngại, cho nên trong lúc nhất thời có chút hoang mang và âu sầu, trong khi đó, thế công của quả thần huyết lại chưa hề giảm bớt chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hoặc là chết ở sát chiêu của quả thần huyết, hoặc là chết vì máu từ mắt tuôn ra hết, hoặc là chết dưới kiếm quang của thần linh. Đúng lúc này, chợt có âm thanh non nớt mà xa xăm vang vọng trong đầu Lâm Nhất, thần linh chứng kiến huy hoàng, thấy được sao trời rơi rụng, nhật nguyệt điên đảo, thế giới tan vỡ. Dùng cảnh giới thiên phách đi học huy hoàng của thần, đó chính là tìm chết. Mỗi người đều nhìn thấy huy hoàng của riêng mình, phong cảnh mà mỗi chúng ta thấy không hề giống nhau, và mỗi người đều có kiếm chiêu khoảnh khắc sơ khai của chính mình, hóa thành tia sáng, cắt đứt vạn vật. Học người là chết, học ta là sống. Ầm ầm. Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến Lâm Nhất càng thêm hoảng sợ, một phút thất thần, hắn đã bị quả thần huyết gây thương tích, hộc máu ngay tại chỗ. Keng. Hắn vung vẩy táng hoa, thôi thúc uy thế của hai đại thánh linh là Kim Ô và Ngân Hoàng mới tạm thời ổn định thế cục hiện tại. Hẳn là giọng của Băng Phượng, Lâm Nhất chợt bừng tỉnh, hắn lẩm bẩm nhắc lại những lời kia, không ngừng lý giải ý nghĩa trong đó, dường như hắn đã ngộ ra được. Thì ra là thế. Đúng thật như vậy, mỗi người đều có huy hoàng của chính mình, học người là chết, học ta là sống, ta bị vây khốn trong đó, suýt nữa ngay cả đạo lý đơn giản này mà cũng không hiểu được. Ta phải tìm được huy hoàng của riêng mình mới được, huy hoàng mà ta chứng kiến, dù là bình thường hay tầm thường nhất nhưng cũng là phù hợp nhất, có lẽ là mặt trời mọc, hoặc mặt trời lặn. Bất kể là cái trước hay cái sau cũng đều có huy hoàng vô tận, vĩnh hằng bất diệt. Ta muốn có huy hoàng bực này. Lần đầu tương ngộ mang đến rung động, ngừng kết ngay trong một khoảnh khắc, hóa vào trong một kiếm này. Mặt trời mọc, ánh nắng sáng rực như lửa, bình minh vô tận nhuộm hồng vòng trời, bóng tối bị loại trừ. Ánh mặt trời chiếu rọi, vạn vật sống dậy, tất cả đều có lực lượng, có sinh cơ, đối với ta, sự phấn chấn bực này đủ mang đến rung động, khắc sâu trong ấn tượng. Còn về huy hoàng khi mặt trời lặn, ta còn chưa trải nghiệm đủ, vẫn không cách nào nắm giữ được, đúng. Chính là mặt trời mọc. Đây là huy hoàng mà ta chứng kiến, đây là ta sơ ngộ, cũng là khoảnh khắc duy nhất thuộc về ta. Lâm Nhất đã hiểu ra, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Rắc. Hắn cắn nát đan thánh huyết đang ngậm trong miệng, huyết khí sắp tiêu hao hết lại lần nữa dâng lên, toàn thân hắn bắn ra kiếm quang sáng chói. Uy danh của hai đại thánh linh là Kim Ô và Ngân Hoàng tăng vọt, cả hai gắt gao chống cự lực tấn công của bảy đại thánh linh kia. Cùng lúc đó, trên vách núi có tiếng tiêu vang lên. Là Nguyệt Phi Phi, nàng ta ở đó, nàng ta ở ngay trên vách núi, phát giác được huyết khí của Lâm Nhất tăng vọt, đồng thời cảm xúc của hắn đang hỗn loạn, vì thế nàng ta dùng tiếng tiêu triền miên, ra giết để xoa dịu cõi lòng, khiến lòng hắn tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nếu có người khác ở đây, ắt sẽ phát hiện hoa tinh ma trong tứ đại khí hải của Lâm Nhất đều đang bốc cháy. Thân thể hắn như ngọc, sáng long lanh và oánh nhuận. Hắn thi triển kiếm quang, bày ra khí thế trước nay chưa từng có, rầm rộ, hùng mạnh, có vô tận tinh thần phấn chấn trào dâng. Kiếm quang hóa thành dạng mây đỏ, khiến không gian bốn phía bị nhuộm hồng, bầu không khí trầm lặng tại vực sâu bỗng chốc tràn ngập sinh cơ. Đúng vậy, đây chính là huy hoàng mà ta chứng kiến, là rung động khi lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời, và đây cũng là kiếm chiêu khoảnh khắc sơ khai thuộc về ta. Hai mắt Lâm Nhất vẫn không nhìn thấy gì cả. Hắn biến ảo kiếm quang, đẩy khí thế lên đến cực hạn, rồi đột ngột vung kiếm lên, một luồng kiếm quang lập tức chém ra ngoài. Bù! Kiếm quang cắt đứt không gian, sát chiêu do bảy thánh linh với bảy loại ý chí võ đạo kết thành cứ thế bị chém ra một vết rách. Thoáng chốc, kiếm quang trên người Lâm Nhất tăng vọt, tựa như ánh mặt trời chói lọi, dường như hắn đã hóa thành thần. Hai tay hắn dang rộng giữa không trung, can đảm xông vào cái lỗ lớn này. Cứ như chẳng chút sợ hãi nó sẽ khép lại và nuốt chửng mình. Ông. Quả thần huyết hoảng sợ, nó run lên từng hồi, phát ra sóng âm chói tai, cứ như đang thét lên một cách kinh hoàng vậy. Lâm Nhất không quan tâm, hắn vẫn xông thẳng lên, kiếm uy điên cuồng càn quét hết thảy. Thu. Cho đến khi đến gần, Lâm Nhất lấy ra bình tịnh ngọc, dùng chân nguyên để điều khiển nó, phóng ra lực hút tựa như lực hút của một ngôi sao. Nhanh chóng thu quả thần huyết vào đó. Keng. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, mãi đến lúc này,
hắn mới giật tấm vải trắng che mắt xuống, mắt hắn bắn ra tia sáng. Nơi bị thương đã hoàn toàn khôi phục, duệ khí cùng sự sắc bén trong mắt hơn xa so với trước kia, cứ như chỉ liếc nhìn cũng có thể xuyên thủng hư không. Ánh mắt đó hoàn toàn không tưởng tượng được, mà lại, hắn chỉ mới là một thiên phách. Thị lực thật mạnh, giờ đây, dù là đối mặt với tinh quân, thậm chí là cường giả cảnh giới thần đan thì ta cũng không hề yếu thế. Lâm Nhất cảm thấy rung động không thôi, chớ xem thường uy thế bực này, khi giao đấu, khí thế vốn cực kỳ quan trọng, một khi trong lòng e ngại thì ắt sẽ gieo mầm sợ hãi, chỉ khi vượt qua được nỗi sợ, mới có thêm nhiều cơ hội thoát thân. Trái lại, nếu là cường giả cùng cảnh giới, chỉ cần tâm trí không kiên định một chút thôi, thì một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến đối phương để lộ sơ hở, từ đó bị hắn đánh bại. Đây cũng là lợi ích khi luyện hóa được luồng kiếm quang kia. Dù sao cũng là kiếm quang mà năm xưa thần linh lưu lại, tuy chỉ là do bảo kính hồi thiên tái hiện thì cũng là tạo hóa không chút tầm thường. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nắm giữ được kiếm chiêu khoảnh khắc sơ khai. Dù sao thì yêu nghiệt siêu phàm cũng có tâm trí cứng cỏi hơn so với người thường, muốn một lần đối mặt nhìn ra sơ hở vốn là chuyện khó mà có được. Nhưng một kiếm này thì, chưa hẳn bọn họ có thể đỡ nổi. Lâm Nhất nở nụ cười vui vẻ, hắn nhìn bình ngọc trong tay mình. Bên trong bình đựng quả thần huyết, một trong những thu hoạch của chuyến này. Lên trước rồi tình tiếp. Lâm Nhất tung người, bay vọt lên theo tiếng tiêu. Thoáng chốc, hắn đã lao ra khỏi vực sâu, xuất hiện trong tầm mắt là Nguyệt Vi Vi. Dưới ánh trăng, thiếu nữ với mái tóc dài xõa ngang vai đang đứng trên núi đá thổi ngọc tiêu. Giờ phút này, vẻ mặt nàng ta vô cùng dịu dàng, trầm tĩnh mà sâu lắng, mỗi một sợi tóc đều phát sáng. Hai mắt nàng ta khép hờ, toát lên khí chất xuất trần trước nay chưa từng có. Chiếc váy đỏ để lộ đôi chân trắng nõn, bóng loáng, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngóng nhìn, không dám có ý nghĩ khinh nhờn vẻ đẹp thánh khiết bực này. Nàng ta xinh đẹp động lòng người, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó mà không rung động. Cô nhóc này đúng là yêu tinh. Lâm Nhất lấy lại bình tĩnh, giật mình hoàn hồn, kế đó, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lâm ca ca, huynh thành công rồi. Nguyệt Vi Vi buông ngọc tiêu xuống, đôi môi kiều diễm nở nụ cười, đuôi mày, ánh mắt đều toát lên vẻ hân hoan khó có thể che giấu được. Tặng cho cô. Lâm Nhất mỉm cười, đưa bình tĩnh ngọc cho nàng ta. Nguyệt Vi Vi ngẩn người, sau đó vừa xấu hổ vừa chua xót nói, Lâm ca ca, nếu huynh tặng cho ta bảo vật khác thì ta sẽ không nhận. Nhưng quả thần huyết có một ý nghĩa rất lớn với ta chắc chắn sẽ nhận, chỉ là ta không biết phải đền đáp huynh thế nào. Không sao. Lâm Nhất khẽ cười nói, đi ra ngoài đã rồi nói sau. Huynh có cách để đi ra ngoài à? Nguyệt Vi Vi kinh ngạc hỏi. Lâm Nhất gật đầu, cân nhắc nói, ban đầu ta định cầu xin khí linh của Bảo Điện Thương Long đưa chúng ta ra ngoài, nhưng giờ xem ra không cần. Giờ không gian trong bí cảnh này đang cực kỳ không ổn định, có lẽ chiêu khoảnh khắc sơ khai có thể bổ nó ra. Sau khi đi ra ngoài có thể thử luyện hóa giọt xương trên lá thần. Nếu cơ thể chịu nổi thì tạo hóa do nó mang đến còn khủng bố hơn thánh tuyển linh chỉ rất nhiều, Nguyệt Vi Vi giơ bình tĩnh ngọc lên cười nói. Thánh tuyển linh chỉ. Lâm Nhất nghe vậy thì giật mình, điều này nhắc nhở hắn sau khi tắm thánh tuyển linh chỉ xong, trận chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Tính thời gian thì trận chiến cuối cùng chỉ còn lại khoảng 20 ngày. Trận chiến cuối cùng là bài kiểm tra cuối cùng trên con đường thông thiên, những thiên tài tỏa sáng có thể được những tông môn siêu cấp chọn lựa, có tư cách đến vùng đất đại thế. Nhưng chỉ là đến đại thế thôi, dù sao đại thế Côn Luân cũng cực kỳ rộng lớn, thiên tài vô số, đếm mãi không hết. Đám người Lâm Nhất còn đang đi trên con đường thông thiên, nhưng họ đã ở trên trời từ lâu. Họ đã tu luyện ở vùng đất đại thế ấy 10 năm, thậm chí là vài chục năm. Những thiên tài kiệt xuất ở hạ giới cố gắng hết sức đến đại thế thì cũng chỉ có thể trông thấy bóng lưng, ngắm nhìn phong thái mạnh mẽ chí cao của họ mà thôi. Dù vậy, tư cách đó cũng khiến cho người đời tranh nhau vỡ đầu. Sau khi đến với con đường thông thiên, họ đều đã được mở mang tầm mắt, nên chẳng ai chịu u mê dưới hạ giới cả đời. Nhưng những giới tử ở 10 phương chiến giới lại kích động không thôi. Họ có thân phận cực kỳ cao quý, dù đến vùng đất đại thế thì cũng có tư cách ganh đua với những yêu nghiệt ở đó. Vì vậy,
họ đều vô cùng mong chờ trận chiến cuối cùng. Họ càng mong đợi, ao ước vị trí đầu bảng, ai có thể đạt được vị trí đó thì có thể nhận được một cây thánh quả chín lá. Nó là bảo vật vô giá, mang trong mình một sự huyền ảo phi phàm, có thể luyện hóa khi còn ở thiên phách cảnh. Nghe đồn, nếu luyện hóa được nó thì có thể tu luyện thất phách tiên thiên tới đỉnh. Thần U, Huyền Long, Thiên Càn, chắc giờ ba tên kia đang cực kỳ đắc ý. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn đã muốn giết họ từ lâu. Dù cho có phải quậy cho long trời lỡ đất và đắc tội những thế gia thánh giả kia, hắn cũng muốn giết ba người đó trong trận chiến cuối cùng. Có cần phải rời khỏi vùng cấm này trước không? Nguyệt Phi Phi cau mày, khẽ hỏi. Vùng cấm này bị sương mù bao phủ, nếu ở sâu bên trong thì hoàn toàn không thể phân rõ phương hướng, rất khó để đi ra ngoài. Không cần rắc rối như vậy. Lâm Nhất quan sát xung quanh rồi nói, không gian nơi đây cực kỳ không ổn định, đến nơi khác, khoảnh khắc sơ khai của ta chưa chắc có thể xuyên thủng bí cảnh. Hồi xưa, nơi này có thần linh đánh nhau, không gian cũng đã không được ổn định, bản thân còn có rất nhiều cái khe. Khoảnh khắc sơ khai chỉ cần men theo đó thì hoàn toàn có thể mở rộng cái khe ra nhiều lần, từ đó tách rời hàng rào không gian của cả Thương Long cấm giới. Chọn nơi này đi. Lâm Nhất dò xét vùng cấm này một lượt rồi tìm được một chỗ, cùng Nguyệt Phi Phi đồng loạt dừng lại. Mọi ánh sáng trên đời, mỗi màu mỗi vẻ, vẻ rực rỡ mà ta thấy, chính là ánh sáng ban mai, mặt trời như lửa, dáng đỏ đầy trời, núi sông ngàn dặm, ánh nắng phủ khắp non sông. Khoảnh khắc sơ khai. Lâm Nhất thầm nhủ trong lòng. Xoẹt. Táng hoa bay ra khỏi ra, sau đó bổ xuống. Đằng sau Lâm Nhất xuất hiện một biển dị tượng huy hoàng tráng lệ, mây bay nước chảy sinh động như thật, mặt trời mọc phủ sáng khắp non sông, thời gian dường như cũng ngừng lại. Chỉ có kiếm quang của táng hoa tỏa sáng, bổ thẳng về phía đường chân trời của vùng cấm này. Giây tiếp theo, Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Rắc. Bầu trời lập tức tách ra vô số cái khe, một kiếm kia quả thật mạnh đến khó tin. Trong mắt Nguyệt Phi Phi toát ra vẻ kinh ngạc, đôi môi nhỏ khẽ mở, cảm thấy hết sức khó tin. Mạnh ghê, quả thật không tài nào tưởng tượng nổi, chắc chẳng ai trong cảnh giới thiên phách có thể đỡ nổi một kiếm ấy. Hơn nữa, có vẻ như chiêu này chỉ mới ở giai đoạn đầu, vẫn còn có rất nhiều không gian để lớn mạnh hơn. Lâm Nhất thở hắt ra, cấm lấy tay Nguyệt Phi Phi. Nặng nề nói, đi thôi. Hai người một ngựa trực tiếp xông ra ngoài ngay khi cái khe không gian sắp lan rộng. Đợi đến khi nhìn thấy ánh sáng, quảng trường thần điện đã ở ngay trước mặt, hai người đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Ra ngoài rồi, Nguyệt Phi Phi vui vẻ khen, Lâm ca ca lợi hại ghê. Lâm Nhất mỉm cười, cũng không biết lời khen này là thật hay giả, cứ tạm thời nhận lấy vậy. Soạt. Nguyệt Phi Phi mở tay ra. Lấy bình tịnh ngọc ra rồi truyền chân nguyên vào trong. Bình tịnh ngọc trong suốt lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy quả thần huyết lấp lánh ánh vàng trong nước cất. Bảy phiến lá trong veo khiến mỗi giọt xương bên trên óng ánh trong suốt. Lâm ca ca, giá trị của quả thần huyết này là không thể cân đo đong đếm được ở vùng đất đại thế, thậm chí có thể lấy được một lời hứa từ một vị thánh giả. Huynh cứ thế tặng cho ta, Phi Phi thật sự rất vui, Nguyệt Phi Phi chân thành nói. Nàng ta lạc quan từ bé, không thích nói láo, đôi mắt lóng lánh như hai hòn ngọc quý nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, ta không dùng đến nên vốn dĩ là lấy cho cô. Hắn nghĩ rất thoáng, thứ đó cực kỳ hiếm có thể lấy được một hứa hẹn từ một vị thánh giả. Nhưng cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trên người mà có tội. Nguyệt Phi Phi đến con đường thông thiên vì quả thần huyết. Nên chẳng có lý do gì mà không đưa cho nàng ta. Nguyệt Phi Phi nghe vậy thầm vui vẻ, hóa ra trong lòng Lâm ca ca vẫn có mình. Hắn tới cứu mình cũng không chỉ vì lời hứa. Đôi mắt nàng ta không khỏi cong lên như vầng trăng non, giờ đây trông Nguyệt Phi Phi giống như ánh trăng trên trời, vừa trong trắng vừa dịu dàng, không chút tì vết. Nàng ta rõ ràng là một con yêu tinh, mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều quyến rũ chết người. Nhưng ở trước mặt Lâm Nhất, nàng ta luôn có chút ngại ngùng e thẹn của một thiếu nữ mới lớn. Lâm ca ca, mỗi giọt xương trên bảy phiến lá này đều có tác dụng riêng của nó, huynh định luyện hóa giọt xương trên phiến lá nào, Nguyệt Phi Phi nhìn chằm chằm vào bảy phiến lá, mỗi chiếc lá đều chứa một đạo vận khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Vì vậy,
mỗi giọt xương cũng có tác dụng phi phàm của nó. Lâm Nhất từng đánh nhau với quả thần huyết nên đương nhiên biết rõ sự khác biệt giữa chúng. Bảy phiến lá, bảy ý chí võ đạo, bảy võ học thánh linh. Ngoài năm loại thuộc tính phong, hỏa, lôi, băng, thổ ra, còn có hai loại ý chí võ đạo đặc biệt khác lần lượt là sinh, chứa vô vàn sức sống. Thậm chí, hắn còn đoán nếu hái chiếc lá ấy xuống, dù là người sắp chết cũng có thể cứu sống. Còn một loại khác là tử, chứa đựng tử khí mù mịt. Có thể nói nó là một chí bảo khó tin đối với người tu luyện đạo tử vong, e rằng chỉ cần một giọt xương thôi cũng có thể lập tức phá hủy chướng ngại của ý chí tử vong. Bất kể là ý chí sinh hay tử thì Lâm Nhất cũng chẳng thể nào luyện hóa được. Hắn không hiểu đạo đó, nếu thử luyện hóa thì chỉ có chết. Chỉ có phong và lôi là phù hợp với hắn. Trên hai chiếc lá có thuộc tính phong lôi lần lượt có 10 giọt xương, Lâm Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mỗi loại luyện hóa một giọt đi. Hắn thử luyện hóa một giọt trước, nếu được thì đương nhiên sẽ luyện hóa hết. Lâm Nhất cũng khá là chờ mong uy áp thương long sẽ đạt tới cảnh giới gì sau khi luyện hóa giọt xương trên lá thần. Lâm ca ca, huynh không hỏi ta tại sao phải lấy quả thần huyết hả, Nguyệt Vi Vi cất bình tĩnh ngọc đi, khẽ hỏi. Không cần hỏi, ta chỉ cần biết cô cần là được. Nhưng ta muốn nói, Nguyệt Vi Vi hơi bực nói, nàng ta chừng Lâm Nhất, hừ hừ thầm nhủ huynh chẳng quan tâm ta gì hết. Vậy nói đi, ta cũng rất tò mò. Sắc mặt Nguyệt Vi Vi lập tức thay đổi, mặt mày tươi rói, thầm nghĩ ta biết ngay mà, Lâm ca ca chắc chắn để ý mình. Nàng ta nhỏ giọng nói, ta lấy quả thần huyết để cứu mẹ mình. Khi ta còn nhỏ, mẹ đã chìm vào ngủ say, vẫn luôn trong tình trạng chết giả, chỉ khi lấy được quả thần huyết mới có thể giúp mẹ tỉnh lại. Cha ta cực kỳ mạnh, nhưng kẻ thù cũng nhiều, muốn lấy được quả thần huyết quả thật cực kỳ khó. Ông ấy không muốn trả giá đắt để lấy được quả thần huyết. Ta giận quá bèn lén chạy ra ngoài. Ta đến con đường thông thiên này cũng vì nó. Nếu không thì ta chắc chắn sẽ không cần quả thần huyết của Lâm ca ca. Lâm Nhất chợt hiểu ra, hèn gì nàng ta lại bằng lòng chịu nhiều cực khổ như vậy. Trước đó, khi lấy châm độc hàn băng ra khỏi cơ thể nàng ta đã cảm giác có một phong ấn, tu vi thật của Nguyệt Vi Vi cực kỳ khủng bố. Nhưng vì hạ xuống huyền hoàng giới nên đã trả giá rất lớn. Một trong số đó là phong ấn tu vi mình lại. Nếu không phải vì quả thần huyết, cũng sẽ chẳng bị tam đại giới tử bắt được, cũng chẳng bị giới tử thần U tra tấn. Lâm Nhất kinh ngạc đến không nói ra lời, bỗng dưng có hơi đau lòng Nguyệt Vi Vi. Mẹ nàng ta chết giả nên chắc trong lòng rất buồn, còn phải trả giá rất đắt để hạ xuống huyền hoàng giới, rời nhà trốn đi cũng cần phải cực kỳ can đảm. Nhưng khi mới gặp, thiếu nữ áo đỏ thổi sáo trên cây phong bên bờ Trường Giang lại cười vô cùng rạng rỡ, không hề khiến người khác cảm thấy nàng đang buồn. Nàng ta chịu nhiều cực khổ như vậy, nhưng chưa bao giờ kể với hắn, chỉ khiến Lâm Nhất nhớ kỹ những điều tốt đẹp và nụ cười của mình. Ta kể xong rồi. Nguyệt Vi Vi cười tươi nói, chưa chờ Lâm Nhất đáp lại đã dùng bình tĩnh ngọc lấy ra hai giọt xương trên lá thần. Một giọt chứa ý chí phong. Một giọt chứa ý chí lôi đồng loạt có vô cùng vô tận tinh hoa đất trời. Thoáng chốc, cả người Lâm Nhất lập tức tràn ngập sức mạnh khủng bố, vô vàn ánh sáng thần thánh bắn ra từ lỗ chân lông trên người hắn. Lực phong lôi điên cuồng ẩn chứa uy lực của thánh linh mạnh mẽ tản ra, hình thành từng lốc xoáy năng lượng. Hai mắt Lâm Nhất đỏ thẫm, có tơ máu rỉ ra, mái tóc dài bay loạn trong gió. Gương mặt tuấn tú của hắn giờ phút này trông cực kỳ dữ tợn. Hiển nhiên, hắn đang phải gánh chịu sự đau đớn không cách nào tưởng tượng được. Thình thịch. Khoảnh khắc uy áp bực này chuẩn bị bộc phát, Nguyệt Vi Vi liền cầm bình tĩnh ngọc lui nhanh về sau với tốc độ tia chớp. May mà nàng ta lui nhanh, nếu không, bị uy áp cỡ này ảnh hưởng đến e rằng sẽ bị thương không nhẹ. Hẳn là sẽ ổn. Nguyệt Vi Vi rất lo lắng, nàng ta lẩm bẩm nói, tự trấn an bản thân. Dù chỉ là giọt xương trên thần diệp thì việc luyện hóa cũng không hề dễ dàng, trái lại còn vô cùng hung hiểm, thậm chí, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ khiến xương cốt toàn thân vỡ nát, bạo thể mà chết. Nhưng nói gì thì nói vẫn phải luyện hóa cho bằng được. Bởi vì sau khi ngâm qua thánh tuyển linh trì, giới tử của 10 phương chiến giới ắt sẽ có sự thoát thai hoán cốt. Những yêu nghiệt khác trên kim bảng có sự chênh lệch quá lớn so với Lâm Nhất, có thể nói là người của hai chiến giới. Vốn không đáng nhắc đến, còn đám giới tử thì đều là yêu nghiệt siêu phàm,
mỗi một tên đều có nội tình sâu xa, nói một cách nghiêm khắc thì đám người này mới là cao thủ ngang tầm với Lâm Nhất. Át chủ bài của Lâm Nhất đã bại lộ, nếu như không tiếp tục phát triển bản thân, e rằng sau khi nhóm giới tử ngâm qua Thánh Tuyển Linh Trì, sự chênh lệch giữa đôi bên sẽ bị kéo ra một khoảng xa. Giọt xương trên thần diệp chắc chắn mạnh hơn Thánh Tuyển Linh Trì, chỉ cần Lâm Nhất luyện hóa thành công thì Thánh Tuyển Linh Trì kia cũng không còn đáng để nhắc đến nữa. Phong lôi gào thét, trạng thái cuồng bạo trên người Lâm Nhất kéo dài rất lâu, khiến người ta không khỏi lo lắng cơ thể của hắn có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng từ trong cơ thể Lâm Nhất, khí tức thô bạo của giọt xương thần diệp trong người hắn hiển nhiên đã bắt đầu ổn định. Oanh! Hư ảnh thương long từ trong cơ thể Lâm Nhất toát ra, lượn vòng quanh người hắn. Trong một thoáng mơ hồ, trông nó tựa như một thánh linh mang theo uy áp hùng hậu khiến trời đất rung chuyển. Thành công rồi! Nguyệt Vi Vi mừng rỡ không thôi, khóe mắt đuôi mày của nàng ta đều mang ý cười. Lâm ca ca thật sự lợi hại, dường như kiếm uy thương long đã có xu thế biến thành thánh linh, nếu nó có thể lột xác thành công thì không cần phải tiêu hao huyết khí nữa, kiếm uy và long uy dung hợp đủ để đối kháng với thánh linh của những người khác rồi. Cùng với việc giọt xương thần diệp bị luyện hóa, thương long vần quanh thân Lâm Nhất càng thêm chân thật, cứ như nó tồn tại thật vậy, nhưng ánh mắt nó lại bắn ra kiếm quang hàng thật giá thật. Đây là kiếm uy thương long được dung hợp từ uy lực của thương long và kiếm uy, nó lấy thương long làm thân, kiếm ý làm mắt, là kiếm uy thương long chỉ thuộc về Lâm Nhất. Nó đang phát sinh biến hóa, dần có được uy lực của thánh linh. Việc này rất thần kỳ, gần như không cách nào tưởng tượng được, vốn chỉ có tu luyện võ học thánh linh mới có thể sản sinh ra được thánh linh mang theo uy lực thánh linh, nhưng hiện tại, trong tình huống không có huyết khí rót vào. Kiếm uy thương long lại có xu hướng lột xác thành thánh linh, sự kỳ diệu của giọt xương thần diệp quả thật khiến người ta sợ hãi và thán phục không thôi. Nguyệt Vi Vi cố đè nén sự phấn khích của mình, nàng ta điều khiển bình tĩnh ngọc trong tay, lần nữa lấy ra hai giọt xương thần diệp từ từ đưa về phía Lâm Nhất. Giọt xương sáng óng ánh, tựa như thần dịch, tràn đầy lực hấp dẫn. Lâm Nhất không chút do dự, nhanh chóng há miệng nuốt hai giọt xương thần diệp này vào, kế đó bắt đầu luyện hóa. Phong lôi điên cuồng gào thét, thương long cất tiếng ngâm. Thân thể Lâm Nhất tựa như lưỡi kiếm sắc, được giọt xương mài rũa càng trở nên sắc bén và ác liệt. Cùng lúc đó, tu vi của Lâm Nhất cũng điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, và hiển nhiên, tốc độ này đã vượt ngoài dự liệu của Lâm Nhất. Hắn thăng cấp lên thiên phách tầng 4 chỉ mới được một tháng mà thôi, vậy mà bây giờ có giọt xương thần diệp hỗ trợ, tu vi của hắn lại lần nữa tấn thăng. Việc này khiến người ta cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Tu vi tiến bộ quá nhanh khiến Lâm Nhất có chút lo lắng, mặc dù hắn tu luyện thương long thánh thiên quyết, thân thể không thể so với người thường, nhưng tu vi tăng tiến một cách không tưởng như vậy vẫn có chút gì đó không chân thật, cứ như đình đài trên mây vậy. Hiện tại hắn cảm thấy có hơi lo sợ, nếu nội tình không đủ sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Đây là chuyện có khả năng xảy ra. Mỗi lần hắn độ kiếp đều có một lượng lớn hoa tinh ma rơi xuống, mà lần sau sẽ càng hung hiểm hơn lần trước. Kiếp số thiên phách tầng 5 mà hắn sắp phải đón nhận ắt sẽ càng thêm khủng bố. Lần trước, kiếp số thiên phách tầng 4, nhờ có bảo cốt thương long hộ thể, nên hắn cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nhưng phong cấm tầng 10 của bảo cốt lại không dễ dàng đánh vỡ, nên không có chuyện mỗi lần độ kiếp đều có thể dựa vào bảo cốt thương long để mạo hiểm vượt ải. Tu vi không thể tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn nhất tâm nhị dụng, trong lúc luyện hóa giọt xương thần diệp để nâng cấp kiếm uy thương long, hắn đồng thời đem toàn bộ tinh hoa linh khí thiên địa ẩn trong giọt xương rót vào Tử Diên kiếm quyết. Hắn muốn tu luyện Tử Diên kiếm quyết, trước khi kiếm quyết thăng cấp đến tầng 15, nhất quyết không để tu vi đột phá đến thiên phách tầng 5. Kiếm quyết là trụ cột trong trụ cột, chỉ khi trụ cột kiên cố thì mới có thể xây được lầu cao vạn trượng. Nếu không, đó chỉ là lầu cát trên mây, đụng một cái sẽ lập tức tan biến. Nếu là những người khác, có được kỳ ngộ bực này ắt sẽ mừng rỡ như điên, mau chóng đột phá tu vi một mạch lên đến thiên phách tầng 5. Nhưng Lâm Nhất lại vô cùng tỉnh táo, hắn không hề có một chút lỗ mãn, mà dùng hết toàn lực để áp chế sự tăng vọt của tu vi. Thoáng chốc lại 7 ngày trôi qua. Nguyệt Vi Vi xoa xoa cằm, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Lâm ca ca đã luyện hóa được 10 giọt xương, thuộc tính phong lôi có tất cả 5 giọt.
kiếm huy thương long của huynh ấy cũng đã đạt đến tình trạng khiến người ta sợ hãi, thương long hùng mạnh dường như là vật sống, nhưng kiếm quang bắn ra từ hai mắt nó lại khiến nó có sự khác biệt rõ rệt với thương long chân chính. Luồng kiếm quang huy hoàng sáng chói mắt kia chính là kết quả sau muôn vàn gọt rũa, thiên truy bách luyện. Nhưng việc khiến người ta cảm thấy khó hiểu chính là tu vi của Lâm Nhất từ 5 ngày trước đã dừng lại, không hề có bất kỳ xu thế tinh tiến nào nữa. Kỳ quái, giọt xương thần diệp ẩn chứa linh khí thiên địa, có thần huyết mênh mông tựa biển tôi luyện. Dù chỉ là một giọt xương cũng đủ khiến tu vi của võ giả tăng vọt, vậy mà mấy ngày nay, ngoại trừ kiếm huy từng bước lột xác thì tu vi của Lâm ca ca đã hoàn toàn dừng lại. Ánh mắt Nguyệt Vi Vi lóe sáng, lẩm bẩm nói. Cảnh giới thiên phách hậu kỳ tu luyện vô cùng chậm, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì dù là yêu nghiệt siêu phàm cũng khó mà đột phá trong thời gian ngắn. Không thể ngâm mình trong thánh tuyển linh trì, có thể nói giọt xương thần diệp chính là cơ hội duy nhất của Lâm ca ca, ngày sau khi giáng xuống đại thế Côn Luân, sợ rằng không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Có lẽ Lâm ca ca có suy tính của riêng mình, Nguyệt Phi Vi thầm nghĩ. 3 ngày sau. Trên người Lâm Nhất bộc phát long uy vô biên, thương long vần quanh thân hắn đã đạt đến kích cỡ khủng bố là 30 trượng. Kiếm quang bắn ra từ mắt rồng bùng cháy dữ dội, hóa thành kiếm hỏa vĩnh viễn không tắt, mang theo tia sáng chói mắt và tràn đầy sắc bén, bày ra uy áp không hề thua kém so với thánh linh kim ô. Tuy không có huyết khí rót vào khiến kiếm uy thương long thiếu đi một chút sinh khí so với thánh linh kim ô, nhưng nó lại có phần sắc bén và ác liệt hơn. BOANG BOANG, BOANG, BOANG. Còn chưa hết, trong cơ thể Lâm Nhất liên tục vang lên tiếng kiếm ngân, từng đóa hoa tử diên lần lượt bay ra ngoài. Thoáng chốc, có vô số đóa hoa màu tím tạo thành biển hoa sau lưng Lâm Nhất. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa kiếm ý kinh người, biển hoa kia tựa như một đại dương kiếm ý chồng chất, mênh mông, rộng lớn, hùng vĩ như núi. Lúc này, Tử Diên kiếm quyết đã thành công thăng cấp đến tầng 15, chỉ còn một tầng nữa là đến cảnh giới cuối cùng đại viên mãn. Thì ra là thế. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Phi Vi thầm kinh hãi, nàng ta liền điều khiển bình tịnh ngọc tế ra 6 giọt xương thần diệp còn lại. Soạt. Lâm Nhất há miệng hút nhẹ, tu vi bị hắn áp chế trước đó thoáng cái điên cuồng tăng vọt. Vô số điện quang bị cuồng phong thổi tung lên, tựa như ngàn vạn con rắn điện quấn quanh người Lâm Nhất. Ngay lúc đó, tu vi của hắn đã phá vỡ bình chướng thiên phách tầng 4, chính thức tiến lên cảnh giới thiên phách tầng 5. Lâm Nhất mở mắt ra, thở hắt ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu, từng đóa hoa tinh ma lơ lửng rơi xuống, rậm rạp, chằng chịt, che khuất cả vòng trời. Không gian bỗng trở nên âm u, không có bất kỳ tia nắng nào có thể chiếu xuyên qua. Cảnh tượng khủng bố hệt như là tận thế, hoa tinh ma mọc thành từng mảng. Mang theo áp lực cực kỳ nặng nề, khiến không gian cũng bị chấn nứt. Quả nhiên, Lâm Nhất híp hai mắt lại, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén. Kiếp số thiên phách tầng 5 mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó, đáng sợ đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Nhất thật sự rất may mắn, may mà hắn đã áp chế tu vi 10 ngày, để kiếm quyết có đủ thời gian thăng cấp lên tầng 15, cũng coi như có được trụ cột kiên cố. Thêm vào đó, kiếm uy thương long được giọt xương thần diệp rèn rũa, có lẽ đủ để vượt qua thiên kiếp lần này. Đương nhiên, mục tiêu của hắn đâu chỉ có thế, trong cơ thể hắn còn 6 giọt xương thần diệp đang luyện hóa. Hắn có một suy nghĩ điên cuồng, nếu như có thể, lần này thử hàng phục 6 đóa hoa tinh ma, tăng số lượng hoa tinh ma trong khí hải lên 14 đóa. Trong khi Lâm Nhất đang độ kiếp thiên phách tầng 5, nhân tài kiệt xuất trên kim bảng, tử bảng và bạch bảng của thiên lộ đang tề tụ tại thánh tuyển linh trì. Thánh tuyển linh trì tọa lạc tại đỉnh một ngọn núi cao, nói là linh trì nhưng diện tích so với hồ nước phải nói là cực kỳ bao la, phóng tầm mắt chỉ thấy một vùng mênh mông, rộng lớn. Mặt nước sáng bóng, trơn nhẵn như mặt gương, phản chiếu vô vàn tinh tú trên vòng trời, từng ngôi sao sáng lấp lánh, tô điểm bầu trời đêm, xa xăm mà tịch mịch. Ngẩng đầu nhìn, dường như có thể vươn tay chạm đến bầu trời đầy sao kia, dường như có thể hòa mình vào khoảng tinh không kia, đó chính là nơi cuối cùng của thiên lộ, phía trước đã không còn đường đi nữa, bước thêm một bước nữa chính là bước vào biển sao. Trận chung kết sẽ được diễn ra ngay tại linh trì, tất cả nhân tài kiệt xuất trên thiên lộ sẽ tỏa sáng lần cuối cùng tại nơi đây. Tuy nhiên,
Trước đó, mỗi một nhân tài kiệt xuất có tên trên bảo kính thông thiên đều sẽ có cơ hội ngâm mình trong thánh tuyển linh trì. Mỗi một người họ đều có cơ hội thoát thai hoán cốt, đồng thời đạt được lợi ích kinh người. Bên ngoài ngọn núi kia, có một mặt kính treo giữa biển sao mênh mông cuồn cuộn, đó chính là bảo kính thông thiên. Dưới bảo kính có thấp thoáng vô số bóng cường giả, trên người bọn họ tỏa ra hào quang không hề thua kém sao trời. Khí tức của bọn họ mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy khí huyết sôi trào, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến hồn phách run rẩy, ngoại trừ ngước nhìn thì chẳng thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ nào khác. Đó chính là trưởng lão của những tông phái siêu cấp tồn tại ở hoang cổ vực trong Đại Thế Côn Luân, lúc này, bọn họ đang lựa chọn những nhân tài kiệt xuất tại hạ giới để thu vào tông môn. Những anh tài kiệt xuất ở hạ giới có thể đi đến giờ trên con đường thông thiên, dù có lai lịch thấp kém như thế nào đều có chỗ hơn người. Các yêu nghiệt trong số họ càng có tiềm năng để bồi dưỡng, song họ vẫn để ý đến giới tử của 10 phương chiến giới hơn. Bởi vì nghe đồn thiên lộ thứ 9 có quả thần huyết, tất cả giới tử của 10 phương chiến giới đều tập hợp đến nơi này. Đây cũng không phải một chuyện tốt đối với những anh tài khác trên con đường thông thiên. Có giới tử đè đầu, muốn nổi trội hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, dù bất phàm đến mấy cũng sẽ chết trong tay họ mà thôi. Thực tế cũng y như thế. Ngoài Lâm Nhất ra thì những yêu nghiệt đỉnh cấp khác hầu như đều chết trong tay các giới tử. Dù mạnh như Lâm Nhất, sở hữu kiếm ý có 102 trên con đường thông thiên cũng mệnh treo ngọn tóc trong tay tam đại giới tử. Kết quả của những yêu nghiệt khác cũng chẳng khá hơn là bao, vừa gặp được cơ duyên sẽ lập tức bị cướp đi, hoàn toàn không có khả năng để phát triển. Những thiên lộ khác lại khác, không có giới tử đè đầu cưỡi cổ, những anh tài ở hạ giới đều có cơ duyên của mình. Họ phát triển đến giờ. Hoàn toàn có được thực lực chống lại giới tử, thậm chí còn mạnh hơn. Một khi thiên tài thật sự được phát triển, họ sẽ lộ ra tiềm năng kinh người. Các tông môn siêu cấp sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giành giật họ. Các anh tài hội tụ tại Thánh Tuyền Linh Trì trên thiên lộ thứ 9, ngoài các giới tử ra thì chẳng còn yêu nghiệt nào khác. Đây cũng không phải là điều khó có thể chấp nhận với những trưởng lão của các tông môn siêu cấp. Dù sao, của cải của các giới tử trong chiến giới cũng cực kỳ hùng hậu. Lại rèn luyện một đợt trên con đường thông thiên, nếu thu vào cũng có thể tăng lên thực lực của tông môn. Dưới bảo kính, có trưởng lão kết ấn, mở ra cấm chế nào đó trong thánh tuyển linh trì. Soạt. Thánh tuyển linh trì mênh mông bát ngát thoáng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt, ánh sáng nhật nguyệt dập dờn, cả bầu trời như in lên mặt hồ. Cấm chế trong thánh tuyển linh trì đã được giải. Các người có thể luyện hóa bao nhiêu trong 3 ngày đều tùy vào tạo hóa của mỗi người. 3 ngày sau, trận chiến cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu, những ai trong top 10 đều sẽ nhận được một linh quả thánh tuyền, ai đứng đầu bảng sẽ nhận được một thánh quả 9 lá. Còn những người có biểu hiện nổi trội khác, vẫn có cơ hội tiến vào tông môn của chúng ta. Trên không vang lên một giọng nói khiến những anh tài kiệt xuất tụ tập trên núi hết sức kích động, rốt cuộc trận chiến cuối cùng trong cuộc tranh tài vạn giới cũng diễn ra. Có thể đến Côn Luân gia nhập vào tông môn siêu cấp là ước mơ hằng mong mỏi của họ. Chỉ có giới tử của 10 phương chiến giới là mặt mày lạnh nhạt, bình tĩnh không chút dao động. Bọn họ biết rõ trận chiến cuối cùng này là sân chơi của mình, những anh tài kiệt xuất khác chỉ làm nền, thậm chí còn không được coi là bàn đạp cho họ nữa là. Chẳng qua chỉ là một đám con kiến thôi. Giới tử thần u cười lạnh, liếc mắt nhìn quanh, thấy được mấy bóng người trong đám anh tài dưới hạ giới. Lần lượt là La Chấn, Tần Lâm, Quân Mộng Trần và Trúc Thanh Sơn đến từ huyền hoàng giới. Họ đều gặp được cơ duyên và có tên trên bảng, nên không muốn bỏ qua cơ hội ngâm mình trong thánh tuyển linh trì. Trong mắt giới tử thần u lóe lên vẻ lạnh lẽo, đám người kia đúng là không coi hắn ta ra gì, biết mình thân với Lâm Nhất, thế mà vẫn dám xuất hiện trước mặt hắn ta. Thú vị, đám người kia cũng đến à? Giới tử Huyền Long và Thiên Càn đứng hai bên trái phải hắn ta cũng phát hiện ra đám La Chấn. Không vội, 3 ngày sau sẽ khiến đám người kia biết thế nào là hối hận, cứ từ từ chơi với họ đã, giới tử thần u cười khẩy, trong mắt lại toát ra sát khí làm người ta không rét mà run. Rắc! Sau một tiếng vang thanh thúy, cuối cùng cấm chế của Thánh Tuyền Linh Trì cũng mở ra, linh khí cuồn cuộn hòa quyện cùng ánh sao tỏa sáng rực rỡ. Trên mặt hồ lập tức dâng lên một quang cảnh giống như mộng ảo, linh khí đậm đặc ập vào mặt, chỉ mới hít một hơi đã khiến cả người sảng khoái lỗ chân lông nở to. Trong người chảy qua một dòng nước ấm, chân nguyên cuồn cuộn trong khí hải lập tức sôi lên sùng sục.
Thánh Tuyển Linh Trì. Mọi người giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kích động không thôi. Vèo, vèo, vèo. Không ngừng có tiếng xé gió vang lên, vô số bóng người như thủy triều bay về phía mặt hồ. Đừng nhúc nhích. La Trấn vươn tay ngăn cản đám Tần Lâm và Quân Mộng Trần. Phụt. Chỉ thấy những người khác vừa bay lên không đã bị một uy áp vô hình đập xuống, có nhiều người còn hộc máu. Mọi người ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Mười phương giới tử lẳng lặng đứng trên không, họ kiêu ngạo trắng trợn tỏa ra uy áp khủng bố. Ầm, ầm. Kẻ nào cũng tỏa ra khí thế và uy áp khủng bố ganh đua nhau, không ai nhường ai. Cả người tỏa ra ánh sáng kinh người, khiến ánh mắt mọi người đau đớn trước vầng hào quang của họ. Bọn họ quá mạnh, trực tiếp đàn áp các anh tài kiệt xuất bay lên không xuống. So với giới tử thì khí thế của họ cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh lại. Đây là một sự âm thầm cảnh cáo, các giới tử công khai chính mình và cạnh tranh lẫn nhau, không cho bất cứ anh tài nào một cơ hội đến gần Thánh Tuyển Linh Trì. Hiện trường ồn ào nhốn nháo ban nãy lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người các giới tử. Bá đạo thật! Trong mắt Tần Lâm toát ra vẻ tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ vênh váo kênh kiệu của giới tử thần U thì không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói nhỏ thôi, đừng nói lung tung. La Trấn liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói. Tần Lâm bĩu môi, không phục cãi lại, ta cũng không có nói sai, nếu Lâm Nhất có mặt ở đây thì đâu tới lượt hắn ta vênh váo. Rõ ràng tên của Lâm Nhất vẫn còn trên bảng thông thiên, mà đi đâu cũng nói hắn đã chết. Làm như Lâm Nhất thua trên tay hắn ta thật vậy. Tần Lâm bộc trực, nóng tính, có cái gì nói cái đó. Trong lòng hắn ta khó chịu không thôi, cực kỳ không phục. Giới tử chó má gì chứ, một đám kiêu căng ngạo mạn, coi họ như cỏ rác. Lúc ở trên cao nguyên Hoàng Sa đã gây hấn với họ, rõ ràng mình chưa làm gì sai mà đám người hầu đã vênh mặt lên không cho họ rời đi. Nếu mạnh thật thì không nói làm gì, không phục cũng phải phục. Nhưng đám người đó đều lần lượt bị Lâm Nhất đánh bại, dù tam đại giới tử bày ra sát trận ở thành Phong Lăng, dùng thủ đoạn hèn hạ, lấy một người con gái để uy hiếp hắn. Song kết quả vẫn bị Lâm Nhất quệ tung trời, thứ như giới tử cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Mạnh như thần U cũng bị Lâm Nhất tát bay trước mặt mọi người, loại người như vậy thì sao Tần Lâm phục được? La Trần im lặng không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.